sau một hồi vừa dụ dỗ vừa đe dọa, mặc dù trong đám người vô thường minh có người không tình nguyện nhưng trung quy không có người nào dám vọng động. Đúng lúc này, phía sau quảng trường đại điện thánh khôi môn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rung trời. Một quang trụ trắng như tuyết phóng lên cao, tiếp đó ầm ầm vỡ vụn, bắn khắp nơi. Hắc hắc, xem ra trọng loan đạo hữu ở bên kia đã đắc thủ. Nam tử mặt sẹo cau mày lại, vừa cười vừa nói. Trong mắt lục cơ cũng hiện lên vẻ vui mừng, khẽ gật đầu mọi người thánh khôi môn thấy thế thì thần sắc đại biến ai cũng đều kinh sợ nguy rồi cấm địa bên kia đã xảy ra chuyện ta đã để lại năm vị trưởng lão ở bên kia sao lại có thể thần sắc bạch phụng nghĩa biến đổi nàng mở miệng nói bí bảo trong môn không phải đều đã rời đi cả rồi sao lẽ nào trong cấm địa còn có vật gì trọng yếu vân nghe hỏi trong cấm địa còn có một tiên khôi lỗi cấp bậc kim tiên là bí bảo lớn nhất của cả thánh khôi môn bạch phụng nghĩa khổ tâm nói đã có bảo vệ này thì vì sao lúc trước không sử dụng? Vân nghề có chút không hiểu hỏi, tiên khôi lỗi này là thánh khôi môn năm xưa lưu truyền xuống bởi vì thiếu một viên hạch tâm thích hợp cho nên cũng không phải là một tiên khôi lỗi hoàn chỉnh. Trước đây mỗi khi cần dùng đến đều dựa vào môn chủ dung hợp cùng mới có thể phát huy ra sức mạnh kim tiên trung kỳ. Lúc không cần vẫn cất giữ nó bên trong linh chỉ tại cấm địa. Bạch Phụng Nghĩa giải thích, tiếng của nàng vừa dứt, phía sau quảng trường đại điện bỗng nhiên lại vang lên tiếng sấm ầm ầm bảy tám quang trụ trắng như tuyết đồng thời sáng lên, phóng thẳng lên cao. Không tốt, pháp trận cấm chế của cấm địa sắp bị phá thần sắc bạch phụng nghĩa biến đổi, độn quang trên người sáng ngời, nàng định chạy về phía đó nhưng lại bị vân nghe giơ tay ngăn lại. Đừng kinh hoàng, người còn phải chủ trì đại cuộc trên quảng trường. Nếu người đi, lập tức sĩ khí của đám người thánh khôi môn sẽ tan rã, sợ rằng ngay cả một lần trùng kích cũng không đỡ được. Ánh mắt vân nghe nheo lại, rồi nàng nói. Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy liền ổn định tâm thần, xoay người ra lệnh cho vài vị trưởng lão thánh khôi môn ở cách đó không xa, Vu trưởng lão, Phó trưởng lão, ba người các ngươi nhanh đi trợ giúp cấm địa. Ánh mắt phân nghe lóe ra, nhìn về phía Hàn lập và Hùng sơn cách đó không xa, lưỡng lự trong khoảng khắc như là đang lựa chọn, rồi mở miệng nói: Giao thập ngũ, người cũng đi trợ giúp bọn họ một tay. Hàn lập nghe thế, gật đầu, cùng ba người kia biến thành cầu vòng rời đi. Lần cửu người trợ giúp bạch phó môn chủ dùng hết khả năng cuốn lấy tên nam tử mặt sẹo ta sẽ sử dụng bí pháp xem có thể tìm được cơ hội đả thương tên còn lại hay không. Vân nghe rời ánh mắt, hướng về phía Hùng Sơn nói. Hùng Sơn không nói một lời, gật đầu, rồi bước đến bên người Bạch Phụng Nghĩa. Hắc hắc, lục cơ đạo hiếu, thời khắc quyết chiến đến rồi. Thấy bốn gã chân tiên bay đi, nam tử mặt sẹo lộ vẻ cười cười, nói với nam tử đeo kiếm. Dứt lời, gã quay đầu nhìn về tu sĩ thập phương lâu và đám binh sĩ áo giáp xanh đông đúc phía dưới, hắng giọng quát to. Chư vị, thắng lợi ngay trước mắt, giết hết cho ta, một tiếng lệnh vang lên, vạn tiếng hô hưởng ứng. Trên quảng trường lập tức tiếng hô giết, giết vang dội đất trời như sơn hô hải khiếu. Đoàn người như sóng chiều dâng, đánh về phía trung tâm. Thế lực hai phe nhất thời rơi vào tình trạng hỗn chiến, chém giết lẫn nhau, giai đoạn nhuộm trong biển máu lại bắt đầu. Lại nói đến, trong sơn cốc kín đáo phía sau quảng trường đại điện đang không ngừng vang lên tiếng sâm âm âm. Đám người Hàn Lập bay tới ngoài cốc, ở xa xa thấy tám quang trụ trắng như tuyết phóng thẳng lên trời cao hiện ra một vòng xoáy quang trận màu trắng mịt mờ ở cao không nguy rồi đại trận cấm địa đã bị phá giải trận môn cũng đã mở ra có thể kẻ xấu đã tiến nhập cấm địa một vị trưởng lão thánh khôi môn râu tóc bạc phơ lo lắng nói nhanh chúng ta lập tức vào cốc một lão giả mặc áo xanh khác vội vã kêu lên thân ảnh bốn người mờ nhạt lóe lên liền tiến vào sâu trong sơn cốc bên trong sơn cốc núi đá ven đường vỡ nát sông ngòi bị cắt đứt có thể thấy được núi đá, cây cối bị phá rơi xuống hồ. Trong hồ nước và trên núi đá mơ hồ có thể thấy một vài thi thể của trưởng lão và đệ tử thánh khôi môn. Lỗ trưởng lão, vị trưởng lão áo xanh đi đầu, đột nhiên chấn động, vẻ mặt thương tiếc, kêu lên. Mọi người nhìn lại, thấy trên vách đá dựng đứng ngay phía trước có một vị lão giả béo phệ, khuôn mặt hiền hỏa bị kẻ nào đó dùng một thanh trường kiếm màu bạc ghim ở bên trên. Người này trùng tên với lão giả áo xanh kia, có quan hệ tốt ở trong môn, là bạn thân của nhau. Tuy nhiên, mọi người cũng không dừng lại trước thi thể lão giả, mà lóe lên bay vút rất nhanh về phía quang trụ ở trong cốc. Sau một lát, mọi người vừa mới bay đến cuối sơn cốc, một thác nước màu bạc cao trăm trượng rơi vào tầm mắt. Chỉ thấy thác nước chảy xuống, bọt bắn tới các tảng đá ở vách núi, vang ngược trở lại thành ra vạn viên ngân châu trong không trung tạo thành một chiếc cầu vồng rực rỡ. Phía dưới thác nước là một cái hồ khá rộng màu xanh lục thấm. Ở giữa hồ có xây một tế đàn đá màu trắng hình bát giác, từ đó phóng ra tám quang trụ cao ngất trời. Chỗ đất bằng cạnh hồ, vang lên tiếng binh khí giao kích. Một lão giả cao lớn toàn thân đẫm máu và một khôi lỗi giáp đen mọc tám cánh tay đang bị ba tên tu sĩ thập phương lâu vây công, lộ vẻ như mũi tên đã hết đà. Ở xung quanh đám người này còn giải rác hơn 10 cái thi thể tu sĩ và khôi lỗi thánh khôi môn. Tất cả đều là những đoạn tàn thi, nhìn vô cùng thê thảm. Trong ba tên thập phương lâu này, ngoại trừ tên nam tử khôi ngô có tu vi chân tiên cảnh, hai tên còn lại chỉ có tu vi đại thừa mà thôi. Chúng thấy bốn gã chân tiên thánh khôi môn đến thì tâm thần rung động mạnh, vội vàng liếc mắt về phía vòng xoáy trên bầu trời. Mắt vị trưởng lão áo xanh sớm như rách ra, lão lập tức quát to một tiếng, vọt về phía một tên ở giữa. Tên đó một tay cầm cây trường kích màu đỏ tươi, quay người khua một cái, phụt ra huyết quang vạch một đường tới chỗ cổ lão giả áo xanh, một tay còn lại thì kết pháp quyết cổ quái, toàn thân bắt đầu sáng lên huyết quang. Còn muốn chạy trốn, mơ tưởng lão giả áo xanh quát to, trường kiếm đánh ra, trên mũi kiếm phun ra một mảnh thanh quang trong nháy mắt kéo dài vài thước, chém bay đầu tên kia. Tay kia của lão lập tức vung lên, bắn ra một áng lửa, chụp lấy đầu tên kia vào trong khiến cho Nguyên Anh không kịp bỏ chạy, bị thiêu cháy hoàn toàn. Hai tên tu sĩ thập phương lâu còn lại không có chút lưỡng lự, vội vã độn quang theo hai hướng ngược nhau mà bỏ chạy. Một tên mới vừa bay đi được trăm trượng đã bị một con khôi lỗi sư tử trắng như tuyết đón đầu, đập xuống, giữ chặt trên mặt đất. Tên chân tiên duy nhất thả ra bạch quang quanh thân rực rỡ, cả người phảng phất trong một tầng tinh quang mông lung, một quyền đánh cho vị trưởng lão thánh khôi môn ngăn cản y bay ra ngoài. Y bước một bước, thân hình đã nhảy lên hơn nghìn trượng bay ra phía ngoài sơn cốc. Mọi người đang định đuổi theo thì thấy lão giả cao lớn lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất. Thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện ở cạnh đỡ lấy lão ta, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tên vừa thoát đi kia, thần sắc trong mắt có chút cổ quái chỗ da thịt trên người lão giả cao lớn lộ ra ít nhất hơn trăm vết thương rất sâu thấy cả xương máu chảy không ngừng cả người lão giống như bị bôi một lớp máu vậy nhưng mà bất chấp thương thế nghiêm trọng của mình ngón tay lão vẫn run rẩy chỉ vào vòng xoáy trên bầu trời lão khẩn thiết kêu lên nhanh 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 lên đã có kẻ xông vào cấm địa ba người thánh khôi môn nghe thế thân sắc đều biến đổi lão giả áo xanh đi lên phía trước phung kiếm đâm thủng đầu tên còn nằm dưới chân con khôi lỗi sư tử rồi quấy cho Nguyên Anh bên trong nát bét. Lão đi đến bên cạnh lão già cao lớn, lấy ra một viên đan dược cho dùng. Sau khi dùng đan dược, lão già cao lớn vốn vẫn cố giữ chút khí lực rốt cuộc không chịu nổi, cả người sụi lơ, ngất đi. Con khôi lỗi giáp đen có tám cánh tay cũng trong trạng thái vỡ vụn không chịu nổi, lão đảo đi tới bên người lão giả, rồi rung lên một tiếng lẻng sẻng, tứ chi đều rơi rụng hết. Vị đạo hữu vô thường minh, phiền người đuổi theo giết tên kia được không? Không cần quan tâm đến giết được hay không, chỉ cần bảo đảm y không quay về đây là được. Lão giả áo xanh hơi do dự một chút, đi tới trước Hàn Lập rồi nói. Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn vòng xoáy trên bầu trời, trong lòng biết là tiếp theo bọn họ sẽ đi vào cấm địa trong môn truy sát kẻ bên trong, hắn là người ngoài tất nhiên là không tiện đi vào theo, vì vậy mới nhờ hắn đi đuổi giết tên kia. Ta cũng đang có ý này." Hàn Lập gật đầu, nói, dứt lời, trên người sáng lên độn quang, thân ảnh lóe lên một cái, rồi biến mất lưu lại khôi lỗi tuyết sư chăm sóc phương trưởng lão, chúng ta vào nhanh thôi. Sắc mặt lão giả áo xanh hơi trầm xuống, nói với hai người kia. Hai người kia gật đầu, thân hình đồng thời nhảy lên bay vào bên trong vòng xoáy trên bầu trời. Trong khi đó Hàn Lập vừa bay ra khỏi sân cốc, liền lập tức dừng lại. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, miệng nở ra một nụ cười, sau đó thân hình vừa chuyển, bay tới một chỗ rừng rậm bên ngoài cốc. Chương 295, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, không bao lâu, thân hình Hàn Lập hạ xuống một mảnh đất trống trong rừng, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch. Các hạ tính toán thật hay, có phải muốn chờ tên kia và chúng ta phân thắng bại trong cấm địa, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, rồi sau đó ngươi sẽ lén lén trở vào chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đúng không? Hàn Lập hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cây cổ thụ chọc trời cách mấy trăm trượng, chậm rãi nói. Lời hắn vừa dứt, phía sau cây cổ thụ có một bóng người khôi ngô chậm rãi đi ra, chính là tên vừa mới bỏ chạy ha ha đạo hữu một mình đến đây truy tìm ta chỉ sợ không phải là cử chỉ sáng suốt tên kia cười ha hả mở miệng nói vừa dứt lời hai tay gã nắm chặt trên đầu quyền mơ hồ có quang mang trong suốt quanh quẩn trong cơ thể vang lên liên tiếp âm thanh như pháo nổ cả thân hình thấp thoáng như cao lên một phân nếu không phải ta một mình tới đây chỉ sợ các hạ cũng sẽ không dễ dàng hiện thân như vậy hàn lập khẽ cười một tiếng nói trong lúc nói chuyện hắn lùi về phía sau một bước giơ một quyền lên thua ở eo tùy ý bày ra một thế quyền, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về tên kia. Vậy thử một chút, tên kia cười hắc hắc một tiếng, bước một bước, thân hình liền nhanh như điện, trong chớp mắt cách trước người Hàn Lập không đến trăm trượng. Gã vung ra một quyền đập về phía Hàn Lập, chỉ thấy trên ngực gã hiện ra đồ án bảy ngôi sao màu xanh lam, sáng quắc lóng lánh, tản mát ra tinh quang rộng lớn, toàn bộ cánh tay đột nhiên giống như to lên một vòng, nắm tay trong suốt như ngọc, mang theo trận trận âm thanh phong lôi. Những chỗ quyền đi qua, trên không hiện lên từng đợt rung động mà mắt thường có thể thấy được. Hàn lập cao mày lại, trên cánh tay sớm đã hiện lên lân phiến màu vàng, khớp xương nơi nắm đấu phát ra âm thanh như tiếng kim thạch ma sát, đón lấy đầu quyền của tên kia đánh tới. Một tiếng ầm vang thật lớn, một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm cuốn ra bốn phương tám hướng, nổi lên từng cơn lốc, khiến cho rừng núi vang rền không ngừng. Chỗ cuồng phong đi qua, từng cây cổ thụ chọc trời nổ tung, bắn ra vô số mảnh gỗ vụn, ầm ầm sập xuống thân hình tên nam tử khôi ngô bắn ngược ra, sau khi hạ xuống đất, bịch 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 vài tiếng, lùi lại hơn 10 bước thì thân hình mới đứng vững. Gã kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập, một bước cũng không suy chuyển, sửng sốt kêu lên. Người cũng là huyền tiên, có gì kỳ quái sao? Hàn Lập cười cười, chậm rãi nói, thảo nào các hạ dám nghênh ngang đối quyền cùng ta như thế? Là ta chủ quan, ánh mắt nam tử khôi ngô chớp vài cái, rồi gã nói. Dù sao, đối với huyền tiên mà nói, nếu có thể đến gần tu sĩ có tu vi ngang hàng tất nhiên sẽ chiếm ưu thế lớn nhưng nếu như đối phương cũng là một huyền tiên thì dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì nữa ta thấy một quyền vừa rồi của các hạ tựa hồ vẫn chưa đánh hết sức không bằng thử tung một quyền toàn lực xem như thế nào hàn lập từ tốn nói nếu các hạ muốn thử vậy thì tại hạ sẽ phụng bồi nam tử khôi ngô nghe thế vẻ mặt trước đây thay đổi hẳn khẩu khí trở nên khách khí ba phần một lời vừa dứt trên ngực gã một lần nữa sáng lên đồ án bảy ngôi sao màu xanh lam, ngay sau đó ở các vị trí hai đầu vai, cánh tay, eo cũng liên tiếp sáng lên những quang điểm màu xanh lam. Hàn lập thầm đếm thì phát hiện trong tình huống không nhìn được lưng, những quang điểm màu xanh lam này có đến 18 quang điểm. Lần này đến lượt hắn có chút kinh ngạc, chân mày khẽ nhíu, lần này hắn không chờ đối phương công trước mà ngược lại bước lên trước một bước, trên cánh tay hiện lên kim lân, trước ngực dưới lớp áo cũng sáng lên lam quang hiện ra bảy ngôi sao. a à, tiểu bắc đầu tinh nguyên công, nam tử khôi ngô khẽ kêu lên, nói toạc ra công pháp luyện thể hàn lập sử dụng. Nhưng mà hai người cũng không có ý dừng lại, đều đánh một quyền này về phía đối phương. Một tiếng ầm ầm rung trời vang lên, khắp bầu trời bụi mù, mang theo dòng xoáy như nước lũ trong không khí quét bốn phương tám hướng. Trong phạm vi gần nghìn trượng, cây rừng đều đổ dạp, trở nên vô cùng trống trải, không còn bất kỳ cây cối nào chắn giữa thân hình hai người. Cả hai người Hàn Lập và Nam Tử Khôi Ngô đều không ngừng lùi lại, hai chân cầy trên mặt đất một cái rãnh rất lớn sâu đến vài thước kéo dài mấy trăm trượng sau đó thân hình mỗi người mới dừng lại các hạ còn muốn đánh tiếp không thân hình hàn lập nhảy khỏi cái rãnh bay lên không trung sau đó hắn đứng lơ lửng giữa trời từ trên cao nhìn xuống tên nam tử khôi ngô mở miệng hỏi nam tử khôi ngô vẫn đứng tại chỗ như trước không có bất kỳ động tác nào ở phía trước chán của gã chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái viên luân màu đen thấm rất lớn đang xoay tròn không ngừng từ viên luân tỏa ra trận trận chấn động pháp tắc làm người ta sợ hãi. Gã ngửa đầu nhìn Hàn Lập, khẽ thở dài, thu xong quyền lại, quang mang trên người cũng lập tức thu lại. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, tại sao lại tu luyện qua Tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Công? Nam tử khôi ngô có chút nghi ngờ hỏi, "Không bằng ngươi trả lời trước cho ta một vấn đề, vì sao Tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Công của ngươi mở ra nhiều huyền khiếu đến như vậy?" Hàn Lập không trả lời, mà cười cười hỏi ngược lại, "Các hạ định xử trí ta như thế nào?" Sau khi nghe xong, nam tử khôi ngô cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta xử trí ngươi như thế nào, lãnh diễm đạo hiếu. Thần sắc trong mắt hàn lập thu lại, hắn truyền âm. Nam tử khôi ngô nghe vậy, toàn thân chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, sau khi nhìn chằm chằm hàn lập một hồi lâu, rồi cũng lấy bí thuật truyền âm, hỏi thăm dò, ngươi là. Hàn lập đạo hiếu, lãnh diễm đạo hiếu quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta rồi hàn lập không phủ nhận mà bình thản thừa nhận thật không dám giấu giếm tiểu bắc đầu tinh nguyên công này là ta trước đây trong một chỗ di tích thượng cổ ở tiên vực nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được ở ngoại giới sợ rằng cũng không có truyền thừa vì vậy tỷ lệ gặp phải người đồng tu công pháp này thấp đến đáng thương hơn nữa từ trên người đạo hữu ta nhận ra cảm giác có chút quen thuộc cho nên mới có suy đoán này chỉ là không nghĩ tới sau khi phi thăng đạo hữu liền tiến giai đến chân tiên trung kỳ quá nhanh như vậy thật là khiến cho người ta khó mà tin được. Lãnh diễm lão tổ khẽ thở dài, môi nhúc nhích truyền âm. Đại khái cũng là cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội thôi. Về chuyện đang nói dở, hay là lãnh diễm đạo hữu trước hết hãy giải đáp giải đáp nghi vấn cho ta, vì sao trên người ngươi ngưng tụ ra được nhiều huyền khiếu đến như vậy. Hàn Lập không có ý định ôn chuyện hay nghe giải thích về những năm tháng gã ta trải qua, mà hỏi thẳng. Thần sắc lãnh diễm lão tổ hiện lên chút biến hóa, trong mắt lộ ra một chút vẻ trần trờ đạo hữu không phải hạng người hồ đồ sẽ không có ý định giấu diếm lừa dối chứ dù sao với lực lượng thần thức của ta người đã từng lãnh giáo qua chúng ta cũng coi như quen biết đừng ép ta phải sử dụng thủ đoạn siêu hồn với ngươi hàn lập quan sát hết thần sắc biến hóa của gã mở miệng nhắc nhở với thâm ý sâu sắc lãnh diễm lão tổ lúc trước còn nhìn chằm chằm trọng thủy chân luân đang lở lửng trên đỉnh đầu mình rồi thoáng liếc qua lấy lại bình tĩnh mở miệng nói không dám Bộ tiểu bắt đầu tinh nguyên công mà Hàn Đạo Hữu tu luyện kỳ thực có quan hệ từ một nơi là bộ công pháp luyện thể mà ta ngẫu nhiên tìm được trong di tích. Năm đó khi bắt đầu tu luyện công pháp này, ta có lĩnh ngộ, rồi chính mình chỉnh lý thành một phiên bản rút gọn, lưu cho hậu nhân trong tông môn tu tập, muốn nhờ vào đó để đề thăng thực lực tông môn. A, à, vậy bộ công pháp luyện thể hoàn chỉnh mà ngươi đạt được là gì? Chân mày Hàn Lập cao lại, hắn truyền âm hỏi, tên đầy đủ của nó là Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, nếu như đạo hữu cần có thể tự cầm lấy một phần bàn khắc lãnh diễm lão tổ dứt lời lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay hiện ra một khối đá phiến màu xám xanh không chậm trễ đưa cho hàn lập hàn lập thò tay về phía trước trong lòng bàn tay chảy ra một luồng thanh quang bao khối đá kia lại sau khi xác nhận trên đó không có bất kỳ dị dạng nào thì mới kéo về trước người tỉ mỉ quan sát khối đá chỉ lớn chừng bàn tay không phân biệt trái phải hai mặt đều khắc chi chít chẳng chịt chữ cổ triện nhỏ sau khi hàn lập tra xét một lát Chân mày đột nhiên nhíu lại, truyền âm hỏi, nếu ta không nhìn lầm, công pháp ghi lại trên khối đá này cũng không hoàn chỉnh à? Đạo hữu chớ trách, năm đó ở trong di tích thượng cổ, ta cũng cơ hồ xém chút nữa mất mạng mới lấy được một nửa công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công này, còn nửa kia ta cũng không có. Lãnh Diễm Lão Tổ liền vội vàng giải thích, Hàn Lập nhìn thần sắc biến hóa trong mắt gã không giống giả bộ, nên hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái ngọc giản, hướng khối đá đánh ra một pháp quyết, lặng lẽ ngâm tụng thầm sau mấy hơi thở, nội dung công pháp trên khối đã được khắc toàn bộ vào trong ngọc giản. Hàn lập vẫy tay một cái, thu hồi trọng thủy chân luân về, tay kia vung lên vứt ngọc giản về phía lãnh diễm lão tổ. Lãnh diễm lão tổ nhìn hàn lập điểm nhiên như không thu khối đá xám xanh vốn thuộc về mình vào trong vòng tay chữ vật, nhưng thần sắc trong mắt gã thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Gã chỉ là giơ tay lên tiếp nhận ngọc giản, cũng không có thu hồi ngay. Trước đây ở trên đảo ngươi giết nhiều người như vậy, chỗ tốt cũng đã thu được không ít ta chỉ khuyên một câu hiện tại nên rời đảo luôn đi tuy là bại cục của thánh khôi môn đã định nhưng phản công trước khi chết nhất định rất mãnh liệt nếu chỉ vì nhất niệm tham dục mà ở lại đến cùng có thể sẽ chỉ như giỏ che múc nước công dã tràng mà thôi hàn lập không hề truyền âm mà mở miệng nói thẳng đa tạ đạo hữu chỉ điểm tại hạ cũng đang có ý này lãnh diễm lão tổ chắp tay nói những lời này cũng không phải là lời giả dối gã vốn định sau khi kết thúc công việc ở cấm địa sơn cốc thì sẽ rời đi ngay trên thực tế vừa rồi hàn lập còn có một chút không nói ra hết đến lúc thánh khôi môn bị hủy diệt hoàn toàn nhiệm vụ của đám người thập phương lâu được triệu tập tức thời coi như kết thúc sau đó sẽ không hề bị thập phương lâu ước thúc bất kỳ vấn đề gì bọn chúng cho dù không bùng lên ngay tại chỗ nhưng sau khi phân tán rời đi tất nhiên không thể tránh khỏi gặp phải việc sát nhân đoạt bảo cho nên đi trước một bước mà rời đi sớm có thể tránh được rất nhiều phiền phức hàn lập nhìn lãnh diễm lão tổ thật sâu năm đó lúc ở linh hoàn giới Hắn đã cảm thấy người này rất biết nhìn nhận thời cuộc, là hạng người sắc sảo, hôm nay gặp lại, hắn càng cảm thấy tâm tính người này trầm ổn, khôn khéo, biết tiến thối, hơn xa những tiên nhân chính gốc Bắc Hàn Tiên vực. Ý niệm trong lòng hắn chỉ thoáng một cái rồi biến mất, sau đó thân hình vừa chuyển, hắn bay trở về phía Cấm Địa Sơn cốc. Lãnh Diễm lão tổ nhìn thân ảnh Hàn Lập đã đi xa, ngón tay vuốt ve nhiều lần lên ngọc giản, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay trở nên hơi trắng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, làm sao lại gặp được người này? May mà đầu óc lão phu xoay chuyển nhanh. Nhiệm vụ lần này đúng là vứt đi, về sau cần phải cân nhắc nhiều hơn, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Đến khi thấy thân ảnh Hàn Lập hoàn toàn biến mất, trong lòng dù vẫn còn sợ hãi, gã thở phào một hơi, tự lẩm bẩm. Nói xong, gã chậm rãi thu hồi Ngọc Giản, bàn tay vung lấy ra một phi chu màu bạc, không nói hai lời, tung người lên thuyền, vội vã rời đi. Chương 296: Đao kiếm gặp nhau. Không bao lâu, Hàn Lập đã về tới sơn cốc hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tám quang trụ vẫn như cũ sừng sững giữa trời, vòng xoáy khổng lồ phía trên vẫn chậm chậm xoay tròn. Vị trưởng lão họ Phương vẫn nằm bên hồ nước như cũ, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Con khôi lối tuyết sư đang ngẩng cao đầu, thủ hộ bên cạnh gã, thấy Hàn Lập xuất hiện cũng không có phản ứng gì. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, từ trên trời cao bay thấp xuống. Chưa hạ xuống đất thì bỗng nhiên cảm thấy một chấn động không gian mãnh liệt từ trong vòng xoáy màu trắng trên hư không hồ nước truyền ra hắn vội vã dừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy vòng xoáy bỗng nhiên rực rỡ bạch quang, xoay tròn kịch liệt. Ngay sau đó, có một bóng người từ đó lóe ra, rơi xuống. Bộ quần áo xanh trên người này rách tả tơi, toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi trên người đều là vết thương sâu tới tận xương, bộ dáng thê thảm quả thực giống vị phương trưởng lão đang nằm dưới đất như đúc. Đạo hữu cứu ta, đạo hữu cứu ta, người nọ vừa nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hàn Lập chỉ liếc mặt nhìn gã, liền nhíu mày lại, rồi hướng ánh mắt về phía trong vòng xoáy. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy, bạch quang lại bắt đầu khởi động, một bóng người màu đen lóe lên. Y cầm một thanh trường đao màu đen, càn rỡ cười to nói, sao lại bỏ rơi đồng bạn, còn bản thân mình chạy trốn trước tiên thế. Không giống như bộ dạng ngươi lúc trước hô cái gì mà thay lỗ trưởng lão báo thù a. Ha. ha ha, Hàn Lập liếc mắt quan sát tên này từ đầu tới chân, ánh mắt nhất thời rơi vào thanh trường đao màu đen trong tay y. Đây chẳng phải là thanh hắc đao mà trước đây Phương Bàn đã dùng qua, sau đó lại bị chính hắn bán tháo đi trong vô thường minh sao. Ồ, lại có một con cá lọt lưới sao, vừa lúc chưa được tận hứng, vậy thì thu thập hết luôn. Tên này cũng chú ý tới Hàn Lập, cười hắc hắc nói. Y đội nón lá màu đen, thoáng lộ ra nửa khuôn mặt hơi cháy vàng, trên chắn còn đeo một tấm kim trúc hộ chán, phản xạ hào quang màu xanh đen, chính là một trong ba người dẫn đầu đám người thập phương lâu, trọng loan. Dứt lời, cổ tay y vừa chuyển, trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hồ quang, bất ngờ đánh xuống. Một đao này nhìn như hời hợt, y có thể bổ ra trong nháy mắt, mặt ngoài thân đao chợt sáng lên từng vòng linh văn tinh mịn, sau đó toàn thân đao rực rỡ hào quang màu đen. Từ đó, mấy trăm lưỡi quang nhận màu đen cực kỳ sắc bén dày đặc, chẳng chỉ tuôn ra, phân biệt chém tới phía Hàn Lập và lão giả áo xanh. Đương nhiên phần lớn đánh về phía Hàn Lập, chỉ có một số ít hướng về phía lão giả. Khắp người mang vết thương chồng chất, lão giả đã sợ đến hồn vía lên mây trong lúc trọng loan nói chuyện lão đã xoay người lại ngồi dậy dùng tiên linh lực còn dư lại một ít vỗ ra hai quả viên cầu màu bạc sau khi chúng chấp động ngân quang một hồi thì biến thành hai con khôi lỗi giáp bạc chắn trước người lão cùng lúc đó thanh quang trên người của lão giả lóe lên một bộ mộc giáp màu xanh đã bị tàn phá khá nhiều hiện ra bên ngoài cơ thể hàn lập nhíu mày lại cổ tay vừa chuyển một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay hắn một tay cầm kiếm quét ngang về phía quang nhận màu đen trên không. Chỉ thấy thanh quang bên ngoài trường kiếm sáng rực, lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh ảo ảo tứ tán bay vút đi, chém về phía quang nhận màu đen. Keng keng keng, tiếng kim thạch giao kích liên tiếp vang lên, quang nhận màu đen và kiếm khí màu xanh chém vào nhau kết thành từng vầng mặt trời màu xanh đen rồi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành những đốm hào quang lấm tấm hai màu. Đạo hữu cẩn thận, hắc nhận này, đúng lúc này, lão giả áo xanh đột nhiên lớn tiếng hô to. Lời còn chưa dứt, liền xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy điểm sáng màu đen vừa tiêu tán đã rất nhanh ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành từng lưới quang nhận màu đen, dọc theo quỹ đạo trước đó bay vụt tới phía hai người. Khí thế so với lúc trước không hề suy giảm chút nào. Hai con khôi lỗi giáp bạc ngăn trước người lão giả áo xanh cầm trong tay cái roi thép chín đốt nện về phía quang nhận màu đen. Nhưng những chiếc roi nhanh chóng bị hơn 10 lưới quang nhận chém qua, không ngừng vỡ nát. Tiếp theo quang cháo hộ thể bên ngoài hai con khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung, thân thể chúng bị vô số lưới quang nhận màu đen như nước lũ tràn qua, biến thành ngàn vết nứt vỡ, sụp đổ tan tành. Ngay sau đó, thanh giáp trên người lão giả áo xanh cũng bị quang nhận màu đen phía trước chém tới làm cho linh quang trên bề mặt điên cuồng run rẩy, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nếu không có thanh giáp bảo vệ, thân thể lão ở trong đám quang nhận màu đen này chỉ sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ biến thành đống thịt nát. Lúc này còn khôi lỗi tuyết sư ở cách đó không xa đột nhiên bổ nhào tới, lao đến trước người lão giả áo xanh. Hai chân trước nó hô một cái, vô số chảo ảnh hiện lên khắp bầu trời. Tiếng xì xì vang lớn, chảo ảnh trăng chịt vừa tiếp xúc với quang nhận màu đen lập tức tán loạn biến mất nhưng cũng chặn được không ít những lưỡi quang nhận. Số quang nhận còn lại vốn không còn nhiều thì bị thân thể khôi lỗi tuyết sư cứng rắn cản lại thân xác lão giả sớm đã biến thành huyết nhân trở nên nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lão liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức ngã xuống đất. So với bên lão giả, thì hàn lập thong rong hơn rất nhiều. Chỉ thấy, cổ tay hắn lắc để trường kiếm tùy ý vùng vẫy, lập tức bắn ra kiếm quang dày đặc, tạo thành một mảnh kiếm mạc nhỏ màu xanh ở xung quanh. Lúc này, quang nhận màu đen cổ quái không ngừng chém lên trên kiếm mạc, không ngừng bị tan vỡ, rồi lại không ngừng ngưng tụ tiếp tục chém lên trên kiếm mạc. Sau rất nhiều lần như vậy, chỉ thấy linh quang tiêu hao hầu như không còn, rồi tiêu tán hoàn toàn. Sự việc nói thì rất dài dòng nhưng cũng chỉ diễn ra trong hai ba nhịp thở từ một đao trọng loan đánh xuống mà thôi. Không nghĩ tới ngươi không giống đám phế vật kia, thật sự có chút bản lãnh, tốt, vậy thử xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu." Trọng Loan nhìn thấy màn này, liếm môi một cái, rồi cười quái dị nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của y chợt phát lạnh, từ một tay chuyển thành hai tay cầm đao, quanh thân sáng lên trận trận ô quang. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt ngoài hắc đao hiện ra một tầng ánh sáng màu đen, từ đó nổi lên từng sợi chỉ nhỏ màu vàng kim, phát họa thành từng dòng phù văn phong cách cổ xưa, truyền ra từng đợt chấn động khủng khiếp khiến người ta khiếp sợ. Trong hư không xung quanh bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, cuồn cuộn đến thân đao, dẫn theo linh khí thiên địa tuôn trào tràn về phía hắc đao. Trong chốc lát, linh chiều chấn động kéo dài không dứt, hệt như thủy triều lên xuống vậy. Mà linh khí thiên địa không ngừng dũng mãnh lao tới, quang mang của những sợi chỉ nhỏ trên trường đao màu đen càng lúc càng rực rỡ, ngưng tụ thành những phù văn càng ngày càng sáng, thoạt nhìn dường như muốn thoát ra khỏi thân đao. Từng đợt sóng vầng sáng hai màu vàng đen trói mắt lan ra xung quanh, trong đó xen lẫn lực chấn động pháp tắc mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không trung rung động theo. Hàn lập nhìn một màn trước mắt này thì chân mày nhíu chặt lại, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Rõ ràng là cùng một thanh hắc đao mà trong tay tên này sử dụng lại có uy thế mạnh hơn xa so với trong tay hắn hay phương bàn, Chẳng lẽ, y chính là chủ cũ của hắc đao này sao? Lúc này, trọng loan bỗng nhiên quát to một tiếng, thân hình ở giữa trời cao vặn một cái, lấy lực chuyển động bản thân kéo thân đao xoay tròn, rồi bất ngờ bổ xuống phía hàn lập. Chỉ nghe một tiếng keng sắc nhọn vang lên, một đạo ánh đao màu vàng đen to lớn kéo dài trăm trượng từ trên trời cao chém dọc xuống, hư không hai bên lưỡi đao chấn động, linh khí thiên địa bị cuốn sạch thành trống rỗng, từ đó một cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi không ngừng tuôn ra trong hai mắt hàn lập lóe lên tinh quang, một tay bắt kiếm quyết, một tay cầm kiếm khua một vòng lên trên. Trên thân trường kiếm, linh văn sáng choang, không ngừng rung lên, một tầng lưu quang màu xanh như một dòng nước chảy ra, nhoáng một cái biến thành hai, hai thành bốn, trong khoảnh khắc huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh. Tiếp đó hết thảy kiếm quang lại ào ào hợp lại ở trung tâm, ngưng tụ thành một kiếm ảnh màu xanh dài đến trăm trượng, chém về phía ánh đao khổng lồ. Một kiếm này chém ra, hầu như thiên địa biến sắc, những nơi nó đi qua như xé rách hư không. Trong cao không truyền đến một tiếng ầm vang to lớn chấn động cả bầu trời. Đao quang và kiếm ảnh không hề nhún nhường, ầm ầm va vào nhau. Một cơn đại chấn động như hủy thiên diệt địa tràn ra, khiến cho toàn bộ chủ đảo thánh khôi môn rung động không thôi, làm cho mọi người đang giao chiến trên quảng trường đảo nhỏ bỗng trì trệ trong tích tắc, rồi lại tiếp tục lâm vào trạng thái chém giết đẫm máu. Ngay cả trên bầu trời, đám người vân nghe giao chiến với kim tiên thập phương lâu cũng cảm nhận được dị động truyền tới chủ đảo, chỉ là bởi vì trận chiến trước mắt thực sự quá hung hiểm, không cho phép bọn họ phân tâm một chút nào, vì vậy cũng không có người nào phân thần đi dò xét. Xem ra thánh khôi môn còn có chút chuẩn bị ở đằng sau, cũng không biết có chịu đựng nổi tên trọng loan điên kia dày vò không. Nhưng tên nam tử mặt sẹo lại cười hắc hắc, có chút thoải mái lầm bẩm. Bên cạnh hồ sâu trong sơn cốc, lão giả áo xanh nằm phía sau con khôi lỗi tuyết sư khi bị cỗ lực lượng khổng lồ ập tới, rốt cuộc lại phun ra một búng máu tươi lớn, hai mắt tối sầm, rồi ngất đi trước khi mất đi ý thức trong lòng của lão ta cảm thấy hối hận vô cùng sau khi thấy được thực lực của hàn lập lão sớm đã nghĩ nếu trước kia không điều hàn lập ra ngoài mà chọn dẫn hắn cùng tiến nhập cấm địa thì có thể hai vị trưởng lão khác cũng sẽ không chết trận bộ tiên khôi lối cũng sẽ không bị tên kia cướp mất chẳng qua dù có hối hận thế nào thì cũng không có một chút tác dụng gì rồi cũng chỉ có thể hy vọng vị đạo hữu vô thường minh này có thể chiến thắng tên kia một tiếng nổ ầm rung trời thân ảnh hàn lập từ trên cao không rơi thẳng xuống Giống như thiên thạch lao xuống hồ sâu trong cốc, mặt nước màu xanh thấm dường như bị hàng trăm hàng ngàn quả thủy lôi giáng xuống, dâng lên hơn 10 cột sóng nước vĩ đại cao tới trăm trượng. Bên trong hồ sâu lại tạo thành một cái hố sâu vĩ đại đường kính chừng trăm trượng, khiến cho mặt nước hồ kịch liệt hạ thấp, lộ ra nền đá lớn trải rộng dưới đáy hồ. Mà trên bầu trời, thân ảnh trọng loan khi khí lãng ập đến cũng bị phản chấn, không tự chủ được mà bắn vào một chỗ sâu trên bầu trời. Thân sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng sau đó khó khăn lắm mới ổn định được thân hình y lập tức quay người hai chân bước trong hư không bay vút cực nhanh về phía hồ sâu trong cốc hai tay cầm đao của y nắm chặt lại nhằm phía mặt nước còn chưa bằng phẳng do dư chấn mà chém xuống lần thứ hai đúng lúc này chỉ thấy từ phía dưới mặt hồ bỗng nhiên truyền đến trận trận âm thanh vù vù ngay sau đó một bảo luân màu đen đang kịch liệt xoay tròn vọt ra khỏi mặt nước bảo luân trên bề mặt là một vòng thủy đạo văn rực rỡ quang mang cuốn theo nửa lượng nước trong hồ giống như một con nước lớn màu xanh ngược dòng mà phóng lên, mang theo khí thế vạn quân, đập tới phía trước mặt Trọng Loan. chương 297, oan ra ngõ hẹp, ồ, ánh mắt Trọng Loan lóe lên, miệng quát khẽ một tiếng, cơ bắp trên hai tay phồng lên. Trường đao màu đen trong tay yêu y uy thế không giảm, trùng trùng điệp điệp bổ về Trọng Thủy chân Luân phía dưới. Chỉ nghe một tiếng ẩm vang thật lớn, Trọng Loan cảm thấy hai tay vô cùng đau nhức. Một cỗ man lực không cách nào nói rõ từ trên thân đao chuyển đến, toàn bộ người y tựa như bị một vật mãnh liệt đập vào thân hình liền trì trệ lại từ hồ nước không ngừng tuôn ra từng trận lực lượng pháp tác thủy thuộc tính ép thẳng tới tay y khuỷu tay y không chịu được co lại trong ngực toàn bộ cơ thể như muốn bay ra đằng sau cảm nhận được khí thức đặc biệt truyền ra từ trọng thủy chân luân thân sắc trọng loan bỗng nhiên biến đổi rõ ràng thân đang ở hạ phong nhưng y chợt cất tiếng cười to ha 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 thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử hàn lập không nghĩ tới vậy mà có thể tìm được ngươi ở chỗ này. Rất tốt, ta bớt phải tốn thời gian tìm đến Đại Lục Cổ Vân." Y quát một câu, rồi đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng âm u, cả con mắt lập tức chuyển thành màu đen kịt. Y bỗng há mồm phun một sợi tơ tối tăm, thoáng cái nó liền chui vào trong hắc đao. Thân hắc đao kịch liệt rung động lắc lư, trên trường đao sáng lên một tầng tinh quang màu đen, trọng lượng thân đao trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Trọng Loan hét to một tiếng, từng sợi xương mù màu đen dần dần tràn đầy trên mặt hai tay cầm đao của y đột nhiên ép xuống thoáng cái bước lui trọng thủy chân luân trở lại hàn lập lúc này sớm đã nhảy ra khỏi mặt nước vẫy tay thu trọng thủy chân luân về chắn trước người một tay cầm kiếm đứng ở không trung rằng co với trọng loan phía xa hắn lạnh giọng hỏi người biết ta ngươi với phương bàn có quan hệ như thế nào hắn mặc dù không biết thân phận kẻ trước mắt nhưng kẻ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực chính thức của hắc đao lại có thể một tiếng nói rõ tên thật của hắn thì cũng không khó suy đoán ra y là người có quan hệ với phương bàn dù sao từ khi tiến vào tiên giới hắn toàn dùng tên giả người biết tên thật của hắn vốn không có bao nhiêu người mới đúng hiện tại bọn ba tên phương bàn tập kích hắn năm đó lần lượt đã vẫn lạc thế nhưng kẻ thần bí có thể điều khiển xiềng xích từ xa nguyên chủ nhân hắc đao và kẻ cầm đầu ở đằng sau sai khiến phương bàn chính là những kẻ mà hắn cần đề phòng nhất tên trước mắt này vô cùng có khả năng chính là nguyên chủ nhân của hắc đao chỉ là không biết y cùng phương bàn rốt cục có quan hệ như thế nào Ta vốn cho là người giết chết tên sư đệ vô dụng kia ít nhất phải là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, nhưng xem trong tư liệu thập phương lầu thì lại nói ngươi chỉ là một gã chân tiên sơ kỳ, huyền tiên. Bây giờ gặp mặt, chính xác ngươi đúng là có chút thủ đoạn. Trọng Loan không tấn công ngay, mà đứng xa xa nhìn Hàn Lập nói ra. Hóa ra ngươi là sư huynh phương bàn, thật là thất kính. Như thế nào, hiện tại ngươi muốn báo thù cho y. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần sắc không thay đổi nói tên phế vật kia chết thì cũng đã chết rồi, ta chẳng nhàn dỗi đi quản sự tình này. Bất quá vì đối phó ngươi, y không tiếc vốn mượn ta thanh hắc đế đồ tiên này. Kết quả để cho tiểu tử nhà ngươi tự cho là thông minh bán tống bán tháo cây đao này đi. Ngươi nói xem ta thân là chủ nhân của thanh đao này có phải nên đòi lại lý lẽ hay không? Ánh mắt trọng loan chấp động liên tục, y chậm rãi nói. Đao của các hạ đúng là một bảo vật hiếm thấy, tại hạ vốn là muốn vật quy nguyên chủ nên lúc đó mới gửi bán tại vô thường minh biết đâu có người nhận ra nó bây giờ xem ra thật không uổng phí một phen tâm tư các hạ không cần khách khí như thế tại hạ vốn là tiện tay mà thôi hàn lập nháy mắt một cái từ tốn nói ha ha xem ra ta còn phải cảm ơn ngươi rồi nói đi nói lại ta hiểu rất rõ tên sư đệ này nếu nó đã dùng trăm phương ngàn kế đuổi giết ngươi tuyệt đối không phải là không có mục đích ngoài ra cách nguyên pháp liên trên người ngươi là vật mà sư tôn ta yêu cầu nhất định phải thu hồi, cho nên, ngươi có thể đi chết được rồi. Yên tâm, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ tận lực cho ngươi được chết một cách thống khoái. Hai con người trọng loan đen xì như mực, toàn thân khói đen quanh quẩn, y chậm rãi nói. Lời vừa dứt, quanh thân trọng loan tuôn ra ảo ảo sương mù màu đen, trong khoảnh khắc che giấu cả người của y vào trong. Ngay sau đó, chỉ thấy một làn gió nhẹ quét qua, khói đen quanh quẩn phía trước bỗng nhiên tản ra, bên trong rỗng tuếch, không còn gì nữa. Thần thức Hàn Lập sớm đã bao phủ khu vực xung quanh. Trước một khắc sương mù tản ra, hắn vẫn cho là Trọng Loan ẩn thân bên trong sương mù màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không phía sau hắn bỗng nhiên có khói đen ngưng kết, nhưng chưa kịp thành hình thì từ trong đó đã có một thanh trường đao màu đen đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, Trọng Thủy chân luân lập tức bay tới chắn sau lưng của hắn. Một tiếng keng vang lên, mũi đao cắm vào chỗ hoa văn chạm trổ trên Trọng Thủy chân luân không ngừng ma sát với chân luân, phát ra trận trận âm thanh rợn người. Thân ảnh trọng loan từ trong xương mù màu đen từ từ hiển hiện, khóe miệng y hiện ra một nụ cười lạnh. Trên thanh đao màu đen quanh quẩn từng sợi khói đen, ngưng kết thành từng đám cương châm màu đen cực kỳ nhỏ, dọc theo mũi đao bắn ra, xuyên thẳng qua khe hở trọng thủy chân luân, đâm rách quần áo, bắn vào người Hàn Lập. Trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, quanh thân Hàn Lập lập tức kim quang mãnh liệt, từng miếng lân phiến màu vàng như đồng tiền lật lên tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn thân hắn chỉ nghe tiếng cong 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 giòn vang liên tiếp, những cương châm khói đen ảo ảo đánh vào kim lân trên người Hàn Lập, bị phản chấn mà vỡ vụn ra, lại biến thành sương mù màu đen. Hàn Lập quay nhanh người lại, trường kiếm trong tay quét ngang qua. Trên mũi kiếm sáng rực ánh sáng, một kiếm liền chém ngang thân thể trọng loan thành hai đoạn. Nhưng mà, trọng loan nhìn về phía hắn cười hắc hắc, hai đoạn thân thể cùng hư hóa biến thành một làn khói mù. Hàn Lập dùng mình, trên thân độn quang xuất hiện, trong nháy mắt bay vút ra mấy ngàn trượng, cách xa làn khói đen kia. Hắn chưa kịp dừng thân hình, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, phảng phất như có con độc xà ướt lạnh, trơn nhẵn dán trên lưng hắn. Hắn vội vàng kết pháp quyết, hào quang hộ thể từ trong cơ thể tuôn ra sau lưng, lập tức ép vật bám vào trên lưng hắn ra. Đó là một làn xương mù màu đen, ngưng mà không tản, giống như cơ thể sống, bên ngoài mọc ra từng cái vòi nhỏ bé mềm mại, đang dẫy ruộng điên cuồng, không ngừng vươn đến, tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể của hắn một tay hàn lập thò ra ngừng tụ thành một bàn tay lớn có ánh sáng màu xanh lượn lờ khống chế làn khói đen ở giữa không trung sau một lượt tra xét tỉ mỉ hắn hoảng sợ phát hiện vật này không ngờ lại ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc yếu ớt do nó thực sự quá yếu ớt nên hắn không phát hiện đến tột cùng nó là loại lực lượng pháp tắc thuộc tính nào nhưng cũng may vừa rồi hắn không tùy tiện triệt hồi kim lân hộ thể mới tránh khỏi vật ấy xâm nhập vào trong cơ thể hàn lập đang lúc kinh nghi hư không chung quanh làn khói đen bỗng hơi hơi chấn động từng sợi xương mù màu đen lăng không mọc ra, thân thể trọng loan lần nữa quỷ dị hiện ra ở bên trong. Chẳng biết từ lúc nào, miếng vải đen che mặt y đã không còn, lộ ra khuôn mặt to cháy vàng. Y há mồm, phát ra một tiếng bụp nhỏ, lập tức xuất hiện một sợi tơ đen âm u, lập lòe tinh quang bắn thẳng vào hàn lập với tốc độ nhanh kinh người. Trường kiếm trong tay hàn lập lập tức phung lên, chém về phía sợi tơ màu đen. Sợi tơ màu đen vừa chạm vào thanh quang liền bị chặt đứt, hóa thành một mảnh tinh mang màu đen, tiêu tán ra. Hàn lập thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, mũi chân hắn liền dẫm mạnh vào hư không, thân hình lùi nhanh về sau. Hắn vừa mới thối lui thì tại vị trí vừa rồi của hắn liền có một sợi tơ đen ngưng tụ lại đâm xuyên qua. Quả nhiên là giống như chiêu lúc trước, bị tan tành rồi vẫn sẽ hợp lại. Trong lòng Hàn lập thầm nghĩ, nhưng mà, hắn vừa nghĩ xong, dị biến lại lần nữa phát sinh trước người hắn. Sợi tơ màu đen vừa ngưng tụ không ngờ lại kết nối với trường kiếm màu xanh trong tay hắn. Sau khi lóe lên hào quang, sợi tơ bất chợt chạy dọc theo thân kiếm, thoáng cái đã đâm vào bàn tay hắn. Hàn lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê dần, tâm thần lập tức chăm chú kiểm tra nội thể, nhưng ngoại trừ cảm giác bên ngoài lòng bàn tay, cũng không cảm nhận được dị trạng khác. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy bất an. Đúng lúc này, thần thức của hắn lại phát giác có mấy đạo khí thức đang chạy tới đây nhưng lại không thể nào phân biệt rõ đó là người của Thánh Khôi Môn hay là Thập Phương Lâu. Lông mày hàn lập nhíu chặt, suy nghĩ một chút, khẽ vẫy tay, thu lại trường kiếm màu xanh lẫn trọng thủy chân luân. Mặc kệ người đến là thập phương lâu hay là thánh khôi môn, hắn tính toán phải rời khỏi nơi này sớm. Thủ đoạn tên đại hán mặt cháy vàng này thập phần quỷ dị, tựa hồ có thể vận dụng một loại lực lượng pháp tắc xương mù, mà hắn ở chỗ này thì bị bó tay bó chân không cách nào thi triển toàn lực, thực sự quá bất lợi. Ngay sau đó, hai tay hắn kết pháp quyết, điện quang lập lòe trên đầu ngón tay. Vô số tia hồ quang điện màu bạc xẹt ra, ngưng tụ thành một pháp trận điện hồ thật lớn, bao phủ toàn bộ người hắn. Chỉ nghe một tiếng sét vang lên, mấy luồng hồ quang điện màu bạc to như thùng nước nổi lên từ trong lôi trận. Ánh chấp lóe lên, thân ảnh hàn lập bên trong lôi trận trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét. Hắc hắc, có chút y tứ, vậy thì chơi thêm với ngươi một lúc, khóe miệng trọng loan nhếch lên một nụ cười, y mở miệng nói. Dứt lời, thân ảnh y lần nữa được phủ trong một mảnh xương mù màu đen, tiêu tán đi. Bên kia, trên quảng trường chủ đảo vẫn đang tiếp tục huyên náo, bất quá động tĩnh so với trước đó nhỏ hơn không ít. Phía thánh khôi môn thì tất cả khôi lỗi đã gần như bị hư hỏng hết, không cách nào tiếp tục tham chiến, mà đám đệ tử sống sót còn lại cũng đã tử thương hơn phân nửa. Toàn bộ lực lượng ban đầu bị bao vây thành vòng tròn lớn, hiện tại đã co lại, nhỏ đi rất nhiều. Điều làm cho người có chút xúc động chính là những tu sĩ thánh khôi môn này tuy rằng ai cũng bị thương khắp người, mặt đầy sẹo, nhưng lại không có ai đầu hàng hoặc bỏ chạy trong mắt của tất cả mọi người đều hiện ra một tia quyết tử bởi vì sau khi lực lượng nòng cốt của tông môn đã được rút lui thì bọn họ chính là lực lượng tử trung lưu lại sống chết cùng tông môn ngoài ra bởi vì tất cả mọi người họ đều có thân quyến hậu nhân ở trong nhóm người đã rút lui kia chỉ cần những người đó có thể an toàn bọn họ tự nhiên không cố kỵ gì nhưng ngược lại đám tu sĩ do thập phương lâu chiêu mộ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi vốn là từ bên ngoài tấn công vào bên trong chiến đấu quyết liệt đã làm cho lực lượng phe này tổn thất quá nửa, trong đó còn có không ít kẻ đã sớm rời đi như là lãnh diễm lão tổ. Vì vậy lúc này vòng vây trên quảng trường cũng không có quá nhiều người, chỉ có top 5 top 3 phân tán ở bên trong đám thanh giáp đậu binh dày đặc. Chiến đấu tới giai đoạn này, tốc độ chém giết của cả hai bên đã chậm lại. Nhóm người do thập phương lâu triệu tập đến chém giết lần này, có thể sống đến thời khắc này tự nhiên đều không phải kẻ ngốc. Toàn bộ bọn chúng đều hiểu, con thỏ trước khi chết thì phản kích cuối cùng là hung mãnh nhất, nếu lúc này dồn ép càng chặt thì tổn thất sẽ càng lớn. Không bằng rằng co kéo dài, tiêu diệt dần dần đám người của thánh khôi môn còn sót lại, sau đó mới nhẹ nhàng thu lợi. Bởi vậy, đám đậu binh của nam tử mặt sẹo trở thành lực lượng chủ yếu thắt chặt vòng vây, đi đầu tiêu diệt nhóm tu sĩ thánh khôi môn còn sót lại. chương 298, xu thế suy sụp, bên trong một nhóm tu sĩ thánh khôi môn, bạch tố viện lúc này y phục đều đã bị tiên huyết nhuộm đen hoàn toàn, quần áo ẩm ướt dán sát vào thân thể khiến cho nàng càng lộ ra vẻ là lướt hấp dẫn. Ngay cả trên vành tai trắng tuyết như chân châu cũng dính một vết máu đỏ như mã não vậy. Tuy nhiên, phần lớn những vết máu trên người nàng đều là của tu sĩ thập phương lâu, một phần không ít là máu của tu sĩ thánh khôi môn bắn vào. Chỉ có vết thương trên cánh tay phải là do một tên tu sĩ thập phương lâu nham hiểm đánh lén gây ra. Một kích này vốn là đâm vào ngực của nàng nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhờ có tấm bùa đào mà Bạch Phụng Nghĩa tặng cho phát huy hiệu dụng nên nàng mới chỉ bị thương một cánh tay, còn tính mạng được bảo vệ. Nàng lùi vào trong đám đông, phục dụng viên đan dược khôi phục pháp lực cuối cùng, lặng lẽ hấp thụ dược lực, trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi sợ hãi và bất an chưa từng có. Trước đây, bất luận là khi bị thiên ma phổ thân lão tổ Bạch Tùng Thạch truy sát hay là trải qua chém giết trong khi tu hành đều là chiến đấu ở quy mô và phạm vi rất nhỏ. So với cảnh tượng cối say nghiền thịt như dưới địa ngục hiện tại thì quả thực quá dễ dàng thoải mái. Nàng là người có tư chất tuyệt hảo, từ nhỏ đã trải qua đại biến của gia tộc, bản tính vốn cũng không phải là tiểu nữ thích làm dáng, trong thời điểm chiến đấu đẫm máu càng kích phát ra tính cách lạnh lùng, quả cảm của nàng. Sau khi trải qua chém giết liên tục, ngược lại khiến cho tu vi của nàng vốn đang bị kẹt trong bình cảnh có một tia buông lỏng. Bạch Tố Viện tin tưởng nếu như lần này có thể vượt qua bình an, thì khi về chỉ cần bế quan hơn 10 năm, nàng nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Nhưng mà, lần này sao có thể bình an vượt qua đây? Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở vạn trượng trên trời cao, trong mây đen khắp bầu trời, có một lỗ hổng cực lớn rộng chừng trăm trượng, thông suốt lên mấy ngàn dặm, áp lực trải rộng khắp khung trời. Trong lỗ hổng, kiếm khí cuồn cuộn như vạn con rồng quấn quýt, khuấy động thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn bất kham, không ngừng lôi kéo, xé rách hư không, phát ra trận trận tiếng sấm vang đinh tai nhức óc. Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể thấy hư ảnh của một đóa hoa tuyết liên lớn hút tầm mắt đang xoay chầm chậm từng cánh sen xòe ra, trên bề mặt đều có lấm tấm hoa quang màu trắng ngưng tụ, rực rỡ như ngôi sao, truyền ra trận trận rung động kinh người. Một đạo kiếm ảnh lớn vô cùng đang đè lên giữa vầng bạch quang như sao này, không ngừng phát ra tiếng len keng nhưng thủy chung không có cách nào ép xuống được, càng không cách nào phá vỡ được đóa hoa tuyết liên kia. Hai bên cứ rằng coi như vậy, vân nghe giống như cảnh của bông hoa sen vậy, đứng cao phút chính giữa hoa ảnh, tay kết pháp quyết, miệng không ngừng truyền ra tiếng hát nhẹ nhẹ khiến người ta say mê trong đôi mắt nàng hiện lên màu hồng nhạt cả người như được bao phủ trong một lớp hoa ảnh mơ hồ dưới ánh nắng ban mai đẹp đến mức làm cho ai gặp cũng liền ái mộ cũng liền quên thân theo tiếng hát nhè nhẹ của nàng không ngừng vang lên vô số thiếu nữ chân trần không ngừng từ trong nhụy hoa bay vút ra chân nhún lên cánh hoa tuyết liên bay vút lên trời toàn bộ trên tầng mây trong ánh sáng mông lung hiện ra một bức tranh cuộn cực lớn ở giữa có mấy trăm nữ tử chân trần eo quấn lụa màu nhảy múa giữa trời có nàng như khổng tước xòe đuôi có nàng như thải phượng ngoái đầu, có nàng ôm ngược tỉ bà, có nàng vạt váy tung bay. Đẹp không sao tả xiết, nếu người phàm tục thấy cảnh này, cho dù chỉ liếc mắt một cái thì thần hồn lập tức ly thể, bay vào bên trong bức họa, trở thành chất dinh dưỡng cho những cô gái đang bay trên trời này. Cho dù là người tu hành, nếu như đứng gần quá, chỉ cần tâm niệm bất định, đạo pháp không sâu, kết cục cũng không khác người phàm tục, tối đa chỉ chịu được trong nhất thời nửa khắc, rốt cục khó tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán. Ngay phía trước bức họa trục trên cao không, lục cơ vẫn một người một kiếm, đứng lơ lửng trên không. Quần áo trên người gã phẳng phiu, không tì vết, cho dù ở giữa trời cao, gió lớn thổi vù vù cũng không có một chút nhào nhĩ, uốn nếp nào. Cả người của gã thoạt nhìn không giống là người mà như một thanh kiếm tinh xảo lại vô cùng sắc bén, không có bất kỳ cơn gió nào trên thế gian có thể thổi cho người gã rung lên nửa điểm. Hai mắt của gã căn bản không nhìn vào bức họa trên bầu trời, mà nhìn một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào vân nghe trong hư ảnh đóa tuyết liên trong mắt trái của gã đã nổi lên một lớp phần hồng nhàn nhạt, nhạt còn trong mắt phải vẫn trong suốt như lúc ban đầu không có biến hóa gì trên hải vực cách mấy ngàn dặm có một thanh cửu tinh kim kiếm dài quá ngàn trượng, lấp lánh hào quang rực rỡ ở giữa trời cao đang chém thẳng xuống tên nam tử mặt sẹo trên mặt biển kim kiếm lướt qua trên không chấn động trong tầng tầng kiếm ảnh màu vàng hiện ra từng điểm quang điểm trắng lõa phảng phất như bầu trời sao màu vàng trói mắt chiếu sáng óng ánh khắp nơi chính là hai gã chân tiên lại ngăn chặn ta được lâu như vậy cũng đủ để các ngươi có thể đi khoe khoang rồi chỉ là các ngươi sẽ không có cơ hội này quần áo trên người nam tử mặt sẹo bị rách nát nhưng khóe mắt hơi lộ ra vẻ châm chọc mỉa mai gã nói dứt lời chỉ thấy y khoa bàn tay lên trong lòng bàn tay hiện ra một lá cờ đen rộng thùng thình cao tới hơn một trượng trên mặt lá cờ có nhiều vết rách ở giữa có một vòng xoáy văn lộ được thêu bằng sợi tơ vàng kim bốn phía có phủ văn cổ xưa trải rộng từ đó truyền ra trận trận khí tức mạnh mẽ khiến người kinh dị. Hai tay gã nắm chặt cột cờ, sau một hồi ngâm tụng, gã bỗng nhiên vung cờ lên. Vù vù vù, mặt lá cờ đen rộng lớn lúc này như là mặt biển ngoài khơi đang kịch liệt cuồn cuộn sóng, tung bay phấp phới. Phù văn theo trên đó bay ra, phóng ra ánh sáng màu vàng trói mắt, che lấp không gian nửa vùng trời. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu vàng kim trên mặt cờ như sống lại, một vòng lại một vòng xoay tròn kịch liệt bay thẳng ra khỏi mặt cờ, cuốn lên một cơn sóng gió cuồng bạo ở giữa không trung. Hư ảnh trời sao cuốn trên kim kiếm vừa mới tới gần những vòng xoáy này liền lập tức phải chịu từng cỗ lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, từng mảng lớn bị vòng xoáy thôn phệ vào. Bầu trời sao không ngừng tiêu giảm, uy thế của Cửu Tinh Kim Kiếm tản mát ra càng trở nên yếu dần. Lúc nó chém vào lá cờ đen, thân kiếm đã bị thu nhỏ lại còn không đến trăm trượng, chỉ khiến cho mặt cờ chấn động một hồi, rồi bị phản chấn mà bay về lân cửu giơ tay lên đón lấy thanh kiếm lớn màu vàng kim bay ngược về thân hình gã không khỏi lảo đảo một cái cảm giác tiên linh lực trên người thực sự tiêu hao quá lớn lúc này sử dụng kiếm đã có chút khó khăn thế nào rồi gã nghiêng người quay về phía sau hỏi gần như bình thường rồi trước tiên người khôi phục một chút đi sắc mặt bạch phụng nghĩa có chút trắng bệch nàng đứng dậy mở miệng nói lúc mới vừa rồi nàng cùng lân cửu liên thủ công kích nam tử mặt sẹo Đối phương cố ý lộ ra sơ hở để nàng tiến lên công kích. Kết quả, nàng bị đối phương lấy pháp bảo kim hoàn đánh trúng vai trái. Tuy có bảo vật hộ thể, chưa bị thương bên trong nhưng tiên linh lực quanh thân nhất thời tan rã, trong lúc nhất thời không có cách nào điều động được. May mà Lân Cửu kịp thời bảo vệ nàng, mới để cho nàng có cơ hội tạm nghỉ, có thể dùng đan dược khôi phục thương thế. Lúc này, ống tay áo trên bả vai trái của nàng đã rách hoàn toàn, làm cho vạt áo chỗ ngực hở ra rất nhiều, lộ ra một mảng da thịt óng ánh mềm mại trắng nõn như tuyết ở phía trước ngực có thể thấy phía dưới tấm áo yếm màu thủy lam là lớp lớp lụa gấm màu trắng quấn quanh khiến tòa núi đôi vốn rất hùng vĩ của nàng bị cứng rắn đẻ xuống vài phần nàng thay đổi vị trí với lân cửu đi tới phía trước đối diện với nam tử mặt sẹo lân cửu lấy ra hai viên đan dược cho vào trong nghiệp bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực trong đó nam tử mặt sẹo hư lạnh một tiếng đang muốn bay người lên trước bỗng thần sắc trong mắt chợt biến đổi y quay đầu nhìn về phía chủ đảo Thánh Khôi Môn, sau khi hơi trầm ngâm một chút, y phất tay thu lá cờ màu đen vào, độn quang trên người sáng lên, thân hình từ từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt bay đi thật xa. Không tốt, Bạch Phụng Nghĩa thấy thế, quay đầu nhìn lại lân cửu nói một tiếng, rồi vội vàng đuổi theo. Nếu như bên này nàng không dây dưa kéo dài được với tên này, khiến cho y có cơ hội tới chỗ nam tử đeo kiếm để liên thủ thì sư tôn vân nghe ở bên kia liền gặp nguy hiểm nhưng mà lấy độn tốc của tu vi chân tiên sao có thể đuổi kịp một gã kim tiên nam tử mặt sẹo thoáng một cái đã nhảy tới bên cạnh tên nam tử đeo kiếm mắt nhìn thấy dị cảnh trên bầu trời phía trước trong mắt nam tử mặt sẹo lóe lên một tia cảnh giác y lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái trong mắt tên nam tử đeo kiếm thì miệng phát ra một tiếng mắng trầm thấp kỳ dị thôi âm thanh mắng trầm thấp giống như từ sâu trong cổ họng truyền ra tột cùng trầm thấp lại vô cùng xuyên thấu tên nam tử đeo kiếm nghe được tiếng này màu phấn hồng trong mắt trái lập tức lóe lên, rồi như thủy chiều lại biến mất, hai mắt gã đồng thời trở nên trong sáng. Chỉ thấy gã bước tới một bước, trường kiếm trong tay chợt lướt, ngón tay của tay kia nhập lại xẹt qua trên thân kiếm, nhất thời trên trường kiếm tuôn ra từng luồng kiếm khí trắng như tuyết. Chúng hóa thành từng con du long quấn quanh thân kiếm, không ngừng vận động. Một chiêu này nhìn như là đột nhiên, kỳ thực đã áp xúc từ lâu. Vừa rồi gã vốn tiến lên công kích, chỉ là ở thời điểm then chốt phát động công kích thì vô ý bị trúng bí thuật của Vân Nghê nên chậm chạp không thể đánh ra, một mực bị áp xúc cho tới bây giờ. Nhưng cũng chính bởi vì được áp chế trong thời gian quá dài, lúc này trên thân kiếm xúc thế càng thêm hung mãnh. Từng tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm khí trắng như tuyết dài chừng ngàn trượng, xé rách hư không, từ trên trời cao chém xuống, du long màu trắng quấn quanh thân kiếm bỗng phóng lớn hơn gấp trăm lần, ảo ảo dãy ruộ trườn đánh về phía Vân Nghê. Trên chín tầng trời, phong vân bạo loạn, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mấy nghìn con du long như ẩn như hiện ở giữa, thanh thế lớn đến tột cùng. Vân Nghê ở trong đóa tuyết liên quan sát hết thảy mọi thứ, sắc mặt dù chưa thay đổi nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như tu sĩ Kim Tiên bình thường, bị mình dùng huyễn nữ phi thiên đồ làm hao mòn thần hồn như thế thì tâm thần sớm đã không giữ được, cho dù không bị chính nàng thao túng cũng sẽ trở thành con rối không thể hành động được, căn bản sẽ không có sức tái chiến nhưng tâm tính tên nam tử đeo kiếm kia lại thật cứng cỏi thực sự hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng mới vừa rồi mặc dù nhìn như chúng bí thuật của nàng nhưng ngay từ đầu y đã kịp phong bế sáu giác quan bảo vệ tâm thần của mình cho dù không có nam tử mặt sẹo lên tiếng cắt đứt nàng muốn nhờ vào đó miễn cưỡng giam cầm y lại thì cũng cần ít nhất nửa khắc thời gian hành động này nếu thành công nàng chính là sẽ có thể rảnh tay trước tiên đẩy lùi nam tử mặt sẹo liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm nơi đây hiện tại rồi lại chương 299, động thoáng một cái thử xem. Mắt thấy kiếm quang du long trùng trùng điệp điệp ảo đến, bờ môi vân nghê khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra một trận tiếng ngâm sướng nhẹ, đôi mắt màu phấn hồng dần dần chuyển thành màu vàng nhạt, tiếp theo khí thức toàn thân cũng chuyển biến long trời lở đất. Bên trong bức hỏa quyển to lớn trên không trung, màu quần áo trên người gần một nghìn nữ tử chân trần dần dần hư hóa mông lung, biến thành một thân giáp màu vàng, trước kia trong tay các nàng cầm các loại nhạc khí tỳ bà, cầm sát giờ đều biến thành các loại pháp khí chân yêu bình, hàng ma sử. Nguyên bản tạ âm chuyển động ra làm cho người say mê, giờ chuyển hóa thành phản âm đầy trời. Trong khoảnh khắc, kim quang trên toàn bộ hỏa quyển sán lạt, làm cho người ta cảm thấy một loại bảo tướng trang nghiêm đường đường chi khí. Pháp nữ tường thiên, trận giết phản linh, trong mắt phân nghe kim quang nồng đậm, miệng lớn tiếng quát. Câu kia vừa dứt toàn bộ kim giáp pháp nữ phía trên hỏa quyển to lớn bay múa thoát ly khỏi hỏa quyển lơ lửng trên không trung kết thành một tòa pháp trận to lớn kim quang tràn đầy. Phía trên pháp trận ngưng tụ ra một pháp tướng thiên nữ cao tới ngàn trượng, khuôn mặt có bảy phần tương tự vân nghê, chẳng qua là bớt chút vũ nghị. Nàng mặc áo giáp vàng, tay cầm một thanh pháp kiếm màu vàng được ngưng thực, trả một kích về hướng kiếm quang du long của nam tử. Phần phật một tiếng, kim quang, vân khí đầy trời, dưới sự dẫn động của pháp kiếm màu vàng nhao nhao cuồn cuộn tới, cùng kiếm quang tuyết trắng ẩm ẩm đụng vào nhau. Trên không trung tiếng nổ vang không ngừng, kim quang nổ tung đầy trời, làm mây đen nguyên bản đen kịt đều nhuộm thành màu vàng nhạt, từng trận cuồng phong cuốn ra bốn phía, du long tuyết trắng giết gào. Trên quảng trường chủ đảo, hầu như tất cả mọi người bị một màn thanh thế to lớn này làm cho kinh hãi, nhao nhao dừng tay lại, không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn lên trời. Sau một lát rằng co, một mảnh dài hẹp du long tuyết trắng vẫn phá tan kim quang, tràn vào bên trong pháp tướng màu vàng. Ầm ầm, một trận thanh âm như tiếng sấm liên tục vang lên, trung tâm pháp tướng màu vàng lập tức phân liệt ra, cùng tuyết trắng du long đồng thời nứt toác, nổ thành một mảnh hào quang nhỏ vụn như ánh sao. Chỉ nghe một đạo thanh âm xoẹt như là tơ lụa bị đứt vang lên. Trên bầu trời đạo đạo hỏa quyển to lớn kia lập tức từ trung tâm vỡ ra, bên trong kim quang chớp động kịch liệt, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành hai đoạn hỏa trục bay xuống phía dưới. Phân Nghê cảm thấy trong ngực khó chịu, cố nén ngụm máu tươi đã tràn tới cổ họng, thu hỏa trục đã bị đứt gãy về. Lúc này, bạch phụng nghĩa cũng đã chạy tới bên cạnh nàng vội vàng hỏi thăm sư tôn người có bị thương không không có gì đáng ngại vân nghe cười khổ một tiếng khoát tay áo nói bạch phụng nghĩa nhìn vào mắt nàng trên mặt hiện ra thần sắc ảm đạm trong nội tâm thở dài nàng biết rõ sư tôn đã tận lực thánh khôi môn thật giữ không được bất quá đến giờ phút này ngược lại trong nội tâm nàng buông lỏng thoải mái trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ động lòng người mở miệng nói ra sư tôn người nhanh mang tố viện ly khai đi đồ nhi kiếp này có được sư tôn như người, thật sống không uổng phí rồi. Thần sắc vân nghệ ảm đạm, há hốc mồm, cuối cùng nói không nên lời, đành phải cùng nàng bay xuống quảng trường. Trên không trung, nam tử đeo kiếm thấy thế, thần sắc hơi buông lỏng, quay người lại nói với nam tử mặt sẹo. Đa tả, lục cơ đạo hiếu, tên trọng loan kia không biết đang dở cho quỷ gì, đột nhiên rời chủ đảo, đã ra khỏi phạm vi cảm giác thần thức của ta. Nam tử mặt sẹo khoát tay áo, lời nói xoay chuyển, hắn là người ngươi mời đến không đến mức đột nhiên nảy lòng tham cướp đi bộ tiên khôi lỗi hoàn chỉnh a à. lục cơ thần sắc hơi đổi ánh mắt nhìn thẳng y mở miệng hỏi hẳn là không phải nhất mạch sư thừa của hắn từ trước đến nay không có hứng thú với khôi lỗi chi thuật có thể là có sự tình khác tóm lại về sau ta sẽ tự liên hệ hắn lấy bộ tiên khôi lỗi kia về lại cho ngươi nam tử mặt sẹo nói ra tốt nhất là như vậy trước mắt cần giải quyết triệt để đám thánh khôi môn này a à lục cơ lãnh đạm nói ra hai người vân nghe vừa mới đáp xuống quảng trường đám người vô thường minh còn lại liền xông tới lân tam đạo hiếu tuy nói ngươi là thủ lĩnh lãnh đội nhiệm vụ lần này chuyện cho tới bây giờ nếu như ngươi còn muốn dùng hai chữ nhiệm vụ để ép chúng ta mạnh mẽ lưu chúng ta ở chỗ này để chôn cùng như vậy đừng trách chúng ta lâm trận kháng mệnh a à. một người trong đó lập tức nói hắn không dùng bí thuật truyền âm mà lớn tiếng nói to lên dẫn tới mọi người chung quanh nhìn lại bên này chúng ta chiến đấu cho đến lúc này, cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Đúng vậy a, à, việc này mặc dù tổ chức giám sát trong minh báo lên, chúng ta cũng có lý lẽ để nói đấy. Đám người vô thường minh còn lại thấy thế, cũng lập tức lên tiếng phụ họa theo. Vân Nghê nhìn thoáng qua Bạch Phụ Nghĩa, bên cạnh là Bạch Tố Việt, sau đó lại đảo qua từng người trong vô thường minh, mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này đã hoàn tất, hiện tại các người có thể tự động rời đi. Dứt lời, nàng lấy ra từng nhẫn chữ vật, phân phát cho mọi người những người này sau một phen dò xét thù lao bên trong, mắt từng người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiếp theo ngoại trừ bạch tố viện cùng lân cửu, cả đám nhao nhao hóa thành đạo đạo độn quang rời đi. Đám người thập phương lâu cùng thanh giáp đậu binh, chẳng biết tại sao cũng không ra tay chặn đường. Trên quảng trường, rất nhanh chỉ còn lại mấy người vân nghê, cùng đám tàn binh bại tướng thánh khôi môn. Ánh mắt lân cửu nhìn vân nghe cùng bạch tố viện, dao động một lát, lộ ra mấy phần chần chờ Người cũng đi thôi, vân nghe thở dài một tiếng, nói với gã lần cửu sau một lát trầm mặc liền hướng nàng ôm quyền sau đó hóa thành một đạo hồng quang lướt gấp đi trong một hải vực trống trải ở lôi bạo hải dương cách mấy vạn dặm chủ đảo thánh khôi môn chân trời đột nhiên sấm xét thiểm điện bạch quang đột khởi lập tức tiếng lôi minh vang lớn một cột sáng lôi điện to như vạc nước từ trên trời giáng xuống đột nhiên đánh vào phía dưới mặt biển làm cho nước biển kịch liệt bốc lên sóng lớn rúng động bay lên mảng lớn hơi nước trắng xóa ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong lôi quang hiện ra, lăng không đứng trên mặt nước. Người này thân hình cao lớn, trên mặt trùm một chương mặt nạ đầu trâu màu xanh, chính là Hàn Lập. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn hào quang lóe lên, thần thức đột nhiên buông ra, bao phủ phạm vi vạn dặm hải vực chung quanh. Sau một lát, trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, hắn vậy mà không thể đuổi theo. Không đúng, Hàn Lập thì thào tự nói vài câu, tiếp theo lông mày có chút nhăn lại, nhìn lại một chỗ phía trước chỉ thấy mặt biển ngoài trăm dặm phía trước hư không nổi lên từng trận rung động tiếp theo một đoàn xương mù màu đen lăng không sinh ra lượn vòng lên thân ảnh trọng loan từ đó dần dần ngưng tụ ra hàn lập thấy thế khóe miệng nhếch lên một chút hai tay vừa bấm pháp quyết bốn phía hào quang lôi điện tái khởi thân hình biến mất tại trung tâm lôi trận trọng loan thấy thế trong mắt hiện lên một tia trào phúng vui vẻ thân hình cũng lần nữa hư hóa từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa trên quảng trường thánh khôi môn còn sót lại chưa đủ nghìn người hầu như từng người đều mang theo thương thế, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã, trong mắt đã không còn bao nhiêu khát vọng. Trong lòng bọn họ, đã chuẩn bị tốt tinh thần chìm cùng một chỗ vào đáy biển với chủ đảo rồi. Sư tôn, các người cũng đi thôi. Bạch Phụng Nghĩa nhìn thoáng qua Bạch Tố Viện, mở miệng nói ra. Lão Tổ, khóe mắt Bạch Tố Viện lập lè lên, lóng lánh nước mắt, thì thào kêu lên. Đi theo sư tôn hảo hảo tu hành, tu vi cảnh giới chưa đến không nên nghĩ đến chuyện báo thù. Bạch Phụng Nghĩa thở dài một tiếng, gỡ vòng tay chữ vật trên trên cánh tay xuống đeo vào trên tay nàng dặn dò tố viện ghi nhớ lời lão tổ dạy bảo bạch tố viện trầm mặc một lát sau đó nhẹ gật đầu nói ra ngươi thật không chịu đi cùng với chúng ta nếu chỉ mang theo hai người các ngươi ta liều mạng hao tổn vạn năm tu vi bọn hắn nhất định ngăn không được ta lông mày vân nghe nhíu chặt truyền âm cho bạch phụng nghĩa bạch phụng nghĩa nhìn nàng cười cười nhẹ lắc đầu không nói gì vân nghe thấy tâm ý nàng đã quyết cũng không cưỡng cầu tay nắm bạch tố viện, trên người độn quang sáng ngời, liền muốn phi độn rời đi. Người khác có thể đi, người thì không thể đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói hét to vang lên. Ánh mắt phân nghe lẫm liệt, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy tên nam tử đeo kiếm cùng nam tử mặt sẹo từ phía sau tu sĩ thập phương lầu đi tới. Những nơi đi qua đám người tự động tách ra, nhường lại một cái thông đạo rộng rãi. Như thế nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại thiếp thân. Phân nghe cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nam tử đeo kiếm, có chút châm chọc nói: "Nam tử đeo kiếm nghe vậy, thần sắc trong mắt không chút biến hóa, bình tĩnh nói ra, nhìn ra được, người cùng Thánh Khôi môn quan hệ không phải là nông cạn, một khi thả ngươi rời đi, ngày sau tất thành hậu hoạn." Nam tử mặt sẹo nguyên bản cũng không muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử với một gã Kim Tiên, nhưng sau khi nghe lục cơ, tâm niệm khẽ động, cũng lập tức quyết định phải đánh chết phân nghe tại đây. Hắn tuy rằng minh bạch, cho dù hai người bọn họ liên thủ, muốn chính thức giết chết một gã Kim Tiên cũng không hề dễ dàng nhưng hắn càng không muốn ngày sau từng giây từng phút phải lo lắng cảnh giác một gã kim tiên trả thù thực tế là vì kim tiên này thực lực cũng không tầm thường nguyên lai là tính mạng thiếp thân đều mơ tưởng lưu lại xem ra thật sự là có tình căn thâm trùng với thiếp thân rồi ha ha đáng tiếc nha thiếp thân sớm đã có ý trung nhân hôm nay nhất định phải rời đi phần nghề huyễn hóa ra khuôn mặt vũ mị cười một tiếng đưa tay khẽ vuốt tóc xanh ở thái dương lên lập tức triển lộ ra vẻ phong tình vạn trùng nguyên một đám tu sĩ thập phương lâu đứng hỗn tạp trong đám thanh giáp đậu binh, cả đám thần sắc hoảng hốt, trên mặt lộ vẻ si mê. Ha, lúc này, vẫn không quên sử dụng mị hoặc chi thuật. Trong miệng nam tử mặt sẹo hét to một tiếng, một tiếng quát này tuy âm cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai tu sĩ thập phương lầu lại để cho mọi người nhao nhao giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh lại, liền không dám nhìn về phía vân nghe nữa, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải nam tử mặt sẹo kia quát một tiếng kinh động thần hồn nhắc nhở, bọn hắn chỉ sợ trong lặng yên không một tiếng động bị nữ tử kia khống chế, trở thành khôi lỗi bị nàng điều khiển rồi. Không cách nào khác, chỉ trách các ngươi nhân số quá nhiều, thiếp thân cũng chỉ là nhờ biện pháp này để mượn nhân thủ từ chỗ các ngươi thôi. Vân Nghê khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhóm, nhưng trong lòng đã tính toán, muốn kích phát bí thuật kia cực kỳ tổn hại tu vi. Sư tôn, chúng ta sẽ cuốn lấy bọn hắn các người cứ việc rời đi. Ánh mắt Bạch Phụng Nghĩa ngưng lại, mở miệng nói ra. Ha ha, chỉ bằng đám tàn binh bại tướng các ngươi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử mặt sẹo giống như là nghe được chuyện cười, xuồng xã cười to nói. Không chờ Bạch Phụng Nghĩa nói cái gì, chợt nghe phía trên trời xanh, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm cực kỳ vang dội. Ngươi cứ thử thoáng động vào các nàng một cái xem, chương 300, không rõ. Âm thanh này truyền đến từ chỗ cực xa phía trên bầu trời, dư âm vang vọng không ngừng truyền đến. Nam tử mặt sẹo cùng lục cơ nghe vậy liền chậm lại, không động thủ nữa. Đám người chính giữa cảm thấy kinh dị, liền thấy trên không trung mây đen quay cuồng, một đạo ngân quang như sao trổi kéo theo một đuôi lửa màu bạc thật dài từ đằng xa phá không bay tới. Vân nghe thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng trong lòng hiện ra một cảm giác khó nói nên lời. Bạch Phụng Nghĩa đầu tiên cảm thấy chưa rõ ràng, tiếp theo trong mắt quang mang lóe lên, lộ ra một vòng thần sắc ngoài ý muốn. Bên trong mây đen, ngân quang chợt hiện, một cái hồ lô màu bạc to cỡ 78 trượng nổi lên, phía trên linh văn và quang ngân tràn đầy, nhìn cực kỳ bất phàm. Phần eo hồ lô quấn lấy một đầu dây thường màu đỏ, ở giữa kết lại, hai đầu dây thường rủ xuống thật dài, theo gió phiêu lãng. Một lão đạo gần 50 tuổi, một thân một mình đứng trên hồ lô đón gió, trên thân lão là một bộ đạo bào xanh nhạt mới tinh, đón gió bay phất phới, một thân sung mãn tràn đầy khí phách, nhìn ngược lại cùng nam tử đeo kiếm kia có chút tương tự. Giờ phút này nếu Hàn Lập có mặt ở quảng trường này, chỉ sợ cũng sẽ há mồm kinh ngạc, bởi vì người đứng trên hồ lô màu bạc kia không phải ai khác, mà chính là lão hô môn đạo nhân cả ngày say khướt kia. Hình tượng hô môn lão đạo ngày hôm nay so với sự lôi thôi ngày xưa hoàn toàn tương phản, một đầu tóc có chút xám trắng được trải chuốt chỉnh tề, không chút rối loạn, còn được một cái tử kim liên tán hoa mới tinh buộc chặt cao cao. Phía dưới liên hoa quan là một khuôn mặt mang theo mấy phần tang thương, bên dưới là hàm dâu được trải chuốt nổi bật, lộ ra hình dáng ngũ quan rõ ràng, nhất là cặp mắt kia nguyên bản nhập nhèm buồn ngủ, giờ phút này long lanh có thần, trong lúc lơ đãng toát ra một tia tinh quang, làm cho người ta cảm thấy một loại tiếu ngạo thiên địa, khí độ không tầm thường. Đạo bào trên người lão càng là không nhúm bụi trần, một đai lưng ngọc màu lục óng ánh quấn ở bên hông, bên cạnh còn treo một cái hồ lô rượu màu đỏ thắm, đồng dạng như được thanh tẩy mới tinh. Lục cơ ngửa đầu nhìn về phía hô môn đạo nhân, thần sắc trong mắt có chút phát lạnh, trường kiếm trong tay đã trở vào bao liền bang một tiếng lại rút ra vài tấc một đạo kiếm quang tuyết trắng lập tức chiếu ra. Người này ta biết, chính là một trong 13 kim tiên đạo chủ của Trúc Long Đạo, danh xưng là hô ngôn đạo nhân, hắn sao lại tới đây? Nam tử mặt sẹo đầu tiên hai mắt nhíu lại, tiếp theo sắc mặt khẽ biến, ngăn lục cơ lại. Hô ngôn đạo nhân say mê rượu ngon, luyện đan cùng khôi lỗi chi thuật, trước kia còn thường xuyên rời tông môn đi du lịch, sau này hiếm khi rời khỏi cổ vân đại lục, cho nên lục cơ cũng không nhận ra lão. Nhưng gã thân là trưởng lão thập phương lâu, nắm rõ các nhân vật chủ yếu trong các đại tông môn ở toàn bộ Bắc Hàn Tiên vực như lòng bàn tay, tự nhiên một chút liền nhận ra được. Bất quá, điều làm gã sinh lòng cảnh giác lại không phải là thân phận hô ngôn đạo nhân. 13 kim tiên đạo chủ trúc long đạo, trong thập phương lâu đều có ghi chép tương quan, ngoại trừ lai lịch, công pháp, tu vi, thậm chí tính nét, sở thích của những người này cũng được thu thập tin tức và chỉnh lý rõ ràng. Nhưng gã lại nhớ ký vị hô môn đạo nhân này, mặc dù cũng có chút tin tức kinh lịch sở thích, nhưng tin tức điều tra bên trong lại đánh giá chiến lực chỉ có hai chữ thật đơn giản, không rõ. Lấy tin tức điều tra về phương diện năng lực cường đại trong thập phương lâu, người có thể được đánh giá hai chữ này, toàn bộ trong Bắc Hàn Tiên vực không vượt qua 10 người, mà vị hô môn đạo nhân trước mắt này chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu bị một câu nói của một tên kim tiên quát lui, thập phương lâu các ngươi về sau cũng không cần hoạt động nữa. Lục cơ liếc mắt nhìn gã, lạnh giọng nói ra, lục cơ đạo hữu an tâm chớ vội, người này dám một thân một mình hiện thân, chỉ sợ đã có chuẩn bị trước, không bằng trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu hắn không chịu nghe lời mà rút, vậy hai người chúng ta hôm nay liền thử một chút sâu cạn vị hô môn đạo nhân này. Nam tử mặt sẹo trầm giọng truyền âm, đồng thời nói đánh giá của thập phương lâu về hô môn đạo nhân cho đối phương biết. Lục cơ nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, bộ dạng từ chối cho ý kiến, cũng không có lập tức động thủ. Đám người thập phương lâu trên quãng trường, mặc dù cũng không rõ thân phận vị hô môn đạo nhân đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại có thể nhìn ra đối phương hẳn là đến để giúp đỡ thánh khôi môn. Cảm nhận được khí tức cường đại kim tiên không chút che giấu thả ra trên người lão, những người này hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bây giờ mặc dù thoạt nhìn bên thập phương lâu chiếm ưu thế, nhưng chân chính quyết định cục diện chiến đấu vẫn là tại trận chiến của tu sĩ kim tiên cảnh bây giờ song phương đều có hai tên tu sĩ kim tiên cảnh nguyên bản thế cục tự nhiên lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất thậm chí không ít người ánh mắt lấp lóe bắt đầu có dự định nếu tình hình tốt thì tiếp tục còn không thì trực tiếp chuồn đi trong sân rộng vân nghê triệt hồi mặt nạ huyễn hóa lộ ra mặt nạ cáo lông đỏ nàng ngửa đầu nhìn hô môn lão đạo phía trên bầu trời quần áo đang bay phần phật ánh mắt hiện lên mấy phần mê ly nàng nhìn một lúc lâu cuối cùng mặt mày khẽ cong một cái lộ ra một vẻ ý cười ôn nhu Người cuối cùng đã tới nàng nhẹ giọng tự nói một tiếng trong giọng nói có chút vui vẻ lại có chút trách móc trong mắt của nàng hô ngôn đạo nhân đứng trên hồ lô màu bạc bộ dáng từ từ trở nên mơ hồ trong trí nhớ nàng hiện ra một bóng người khác dần dần chồng chất lên nhau đó là lúc hô ngôn đạo nhân còn trẻ thời điểm đó dung mạo hô ngôn tuấn lãng ngọc diện môi son trên đầu đội liên hoa bảo quan trên người mặc một bộ đạo bào xanh nhạt hầu như thẳng thớn không tì vết cả người lộ ra vẻ thuần thục trưởng thành khí độ bất phàm thời điểm đó lão còn chưa xa vào rượu chè như bây giờ một bên đai lưng treo một cái hổ lô màu bạc bên kia thì treo một thanh trường kiếm màu đỏ nói là đạo nhân nhưng một thân khí độ phong lưu lại càng giống một tên kiếm tiên về sau chẳng biết lúc nào nơi hông của lão bắt đầu nhiều hơn một cái hổ lô rượu màu son chuôi trường kiếm màu đỏ thì bị lão tùy ý treo ở sau lưng nguyên bản kiếm tiên biến thành tử kiếm tiên khí độ phong lưu không chút nào giảm, lại thêm mấy phần thoải mái. Chỉ là qua một chuyện tình, lão trung quy không am hiểu nhiều, ba người dây dưa với nhau, Bạch Phụng Nghĩa lựa chọn trốn tránh, lão cũng lựa chọn trốn tránh, còn lại một mình vân nghe, từ đầu đến cuối đợi chờ, trong lòng kiên trì có phần chấp nhất. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bất luận thế nào, lão hôm nay đã tới, vậy liền không thể trốn tránh được nữa. Một bên khác, Bạch Phụng Nghĩa liếc mắt nhìn chầm chầm đạo thân ảnh trên bầu trời kia, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vân nghê bên cạnh miệng nhếch lên lộ ra ý cười sự lo lắng trong lòng bỗng nhiên tại thời khắc này đều tiêu tan hô môn đạo chủ chúc lòng đạo các người thật muốn cùng thập phương lâu chúng ta là địch người tính nhúng tay vào việc này nam tử mặt sẹo bước tới một bước cất cao giọng hỏi hô môn đạo nhân một đám gia hỏa âm hiểm núp trong bóng tối cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đối phó các ngươi không cần tông môn nhúng tay một mình lão phu là đủ hô môn lão đạo dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua nam tử mặt sẹo lạnh nhạt nói ra. Sau khi nói xong, lão lấy hồ lô rượu bên hông xuống uống một hớp rượu, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới. Khi ánh mắt của lão rơi trên người Bạch Phụng Nghĩa, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nghi hoặc nhỏ giọng lầm bầm một câu, có vẻ như không giống trong trí nhớ, lại lớn như vậy. Vân nghe dù không nghe được lão đang nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc biến hóa của lão, cũng liền đoán ra trong lời nói lão chỉ cái gì, thần sắc trong mắt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Bạch Phụng Nghĩa thấy ánh mắt lão rơi trên người mình, có chút không thích ứng, nhưng đầu tránh ánh mắt lão. Bạch Tố Viện nhìn thần thái biến hóa trong mắt ba người này, lấy tâm tư nhạy bén của nàng, kết hợp đủ chuyện trước đó, tự nhiên đã nhìn ra một chút vấn đề. Sư tôn cùng lão tổ tiên trước nói cái gì đàn ông phụ lòng, hèn nhát, hơn phân nửa chính là vị hô ngôn trưởng lão này. Già hơn một chút, nhưng so với da hỏa đen thui kia muốn dễ nhìn hơn một chút. Phi, tại sao phải so sánh với tên kia, Bạch Tố Viện đầu tiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng tiếp đó hai gò má hiện lên một tia ửng đỏ như phấn hồng, khẽ gắt một tiếng. Vừa rồi chính là người nói, các nàng không thể đi. Hồ ngôn đạo nhân thả lại hồ lô rượu bên hông, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân lục cơ, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Đang khi nói chuyện, hồ lô màu bạc to lớn kia cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bình thường, quay tít một vòng bay trở về trong tay lão. Hừ, muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm, ánh mắt lục cơ lạnh lẽo, không chút yếu thế nói. Lời còn chưa dứt, thân hình y nhảy lên bay vào giữa không trung, rằng có cùng hô ngôn đạo nhân cách y hơn nghìn trường. Ha ha, không vội không vội, các ngươi không phải ưa thích y nhiều hiếp ít sao. Hạt đậu lão phu cũng đúng thật lâu không có phơi nắng rồi, lại không lấy ra nhìn một chút ánh nắng mặt trời, thật muốn mốc mèo a. À. Trong mắt hô ngôn đạo nhân lóe lên một tia quỷ sắc, khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Vừa nói xong, một tay lão bấm niệm pháp quyết, tay kia đưa xuống nắm lấy miệng hồ lô màu bạc, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Chỉ thấy phía trên hồ lô màu bạc linh văn đại tác, vị trí miệng hồ lô sáng lên một đoàn bạch quang mơ hồ, từng mai hạt đậu tầm màu đen như vẩy nước trong ấm không ngừng từ đó bay ra, vẩy xuống mặt đất phía dưới. Rầm rầm, một trận âm thanh như mưa rơi không ngừng vang lên, nửa mảnh bầu trời bị gần ngàn mai hắc đậu lúc nha lúc nhúc che kín. Bên ngoài quảng trường rung động đinh đông, mỗi một mai hắc đậu sau khi hạ xuống, lập tức ô quang đại tác, nhanh chóng biến hình phồng lớn lên, một đoàn quang mang mơ hồ bên trong xuất hiện, biến thành từng đậu binh áo đen to lớn thân cao hơn một trường. Hình thể những đậu binh áo đen này cao lớn hơn thường nhân, trên thân không mặc áo giáp, trên mặt bao trùm nửa mặt nạ màu đen hình dáng hỏa diễm, trong tay tất cả đều nắm một thanh cự phủ màu đen, nhìn mười phần hữu lực. Cùng so sánh với những thanh giáp quân tốt của nam tử mặt sẹo kia, đậu binh áo đen mà hô môn đạo nhân tế ra số lượng ít hơn không ít, nhưng khí tức trên thân lại rõ ràng cường đại hơn nhiều, đồng thời mặc dù khuôn mặt đều giống nhau như đúc, nhưng thần sắc bên ngoài nửa gương mặt không bị mặt nạ che kín lại không ngốc trệ, ngược lại mang theo một chút thần sắc nhân cách hóa, tựa hồ rất có linh tính. Nam tử mặt sẹo thấy một màn này, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần thoại ý. Phẩm chất đạo binh của gã rõ ràng không bằng những đậu binh áo đen này, huống hồ trải qua chiến đấu quy mô lớn trước đó đã tổn thất rất nhiều, nguyên bản ưu thế số lượng cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất, nếu thật chém giết, hậu quả có thể nghĩ. Mà yêu thế phe mình nơi này có hai tên kim tiên mất đi sau khi hô môn đạo nhân gia nhập cuộc chiến. Nếu tiếp tục kéo dài, hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì. chương 301, sát, lục cơ đạo hiếu, có lẽ không cần phải thử, chúng ta hay là đi trước thôi. Ánh mắt của mặt sẹo trầm xuống, truyền âm cho nam tử đeo kiếm. Kiếm của ta đã rời vỏ vài tấc, nhất định không có chuyện cứ như vậy thu hồi. Lục cơ hừ lạnh một tiếng, quả quyết trả lời. Một lời vừa dứt, Trường kiếm trong tay gã liền len ken một tiếng mà rời vỏ, một đạo kiếm khí trắng như tuyết vô cùng lớn lập tức vọt thẳng lên, thông suốt chín tầng mây. Tới tốt lắm, hồ ngôn đạo nhân thấy thế, cười lớn mà nói, giơ một tay lên. Từ phía sau lưng lão, một tiếng phượng gáy to rõ vang lên. Một thanh trường kiếm màu đỏ hiện ra từ hư không, lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân kiếm, linh văn màu vàng kim lóng lánh ánh hào quang, ánh lên một đạo kiếm ảnh cực lớn dài hơn ngàn trượng. Trên thân kiếm ảnh, hỏa diễm đỏ thấm phun trào ra hai bên, giống như một đôi cánh lửa rộng ngàn trượng đang giang rộng giữa bầu trời. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ khu vực gần nghìn dặm của đảo chính Thánh Khôi môn, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, khắp nơi tràn đầy một luồng nhiệt lực thiêu người. Cùng lúc đấy, linh văn trên mặt những cái búa đen lớn trong tay gần nhìn tên đậu binh áo đen cũng sáng ngời, cháy lên hỏa diễm hừng hực. Cả bọn liền chém giết thẳng về phía đám binh tốt giáp xanh cùng tu sĩ thập phương lâu. Vốn là đã thầm nghĩ hẳn phải chết, Mọi người bên thánh khôi môn gặp tình hình này lập tức giấy lên hy vọng sống sót, từng người một vui đến phát khóc. Cũng không biết là ai vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đánh giết về phía đội ngũ thập phương lâu. Nam tử mặt sẹo thấy thế, đành phải thở dài một tiếng, phi thân định bay về hướng lục cơ. Nhưng hai người Vân Nghê và Bạch Phụng Nghĩa liền đã đi trước hắn một bước, thân ảnh vừa lóe lên đã chắn trước mặt của y. Trên toàn bộ quảng trường lại tái hiện một màn hỗn loạn chém giết. Tại lôi bạo Hải Dương, trên một phiến hải vực cách thánh khôi môn mấy trăm ngàn dặm hàn lập đang mang mặt nạ đầu trâu lơ lửng trong hư không ở cách trọng loan tương đối xa lúc trước hắn mấy lần sử dụng lôi trận truyền thống nhưng thủy trung không thể vùng thoát khỏi trọng loan bị tên này bám theo như giỏi trong xương hàn lập người có chạy tới chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta trọng loan xòe bàn tay xiết lại trước người ánh mắt gã lộ ra vẻ chế nhạo châm biếm nói ra bất quá là lĩnh ngộ một chút pháp tắc sát khí mà đã khẩu suất cuồng ngôn đến như vậy xem ra ngươi so với phương bàn tên phế vật sư đệ trong miệng ngươi cũng không có mạnh mẽ hơn bao nhiêu hàn lập mỉa mai đáp lại không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể nhìn ra pháp tắc sát khí ngược lại là ta xem thường ngươi rồi trọng loan thanh âm lạnh lẽo ngươi có thể dễ dàng như vậy truy tung được ta hoàn toàn vô thanh vô tức phát động mấy lần tập kích chỉ sợ là cũng lợi dụng sát khí chứ hàn lập hắc hắc cười nhẹ không sai trên thực tế cái này mấy lần đều là chính ngươi đưa ta đi cùng ta căn bản cũng không cần làm gì trên mặt trọng loan có một tia đăm chiêu trực tiếp thừa nhận nói hàn lập nghe vậy thân sắc không biến nhưng trong lòng khẽ động kỳ thật hắn không hiểu nhiều về pháp tắc sát khí một loại pháp tắc ít người để ý mà rất thường gặp cụ thể có chỗ nào đặc dị hắn hoàn toàn cô rõ ràng lúc trước trọng loan đánh vào trong cơ thể hắn một sợi tơ nhỏ màu đen thực tế chính là pháp tắc sát khí ngưng tụ thành sợi tơ pháp tắc. Đối phương tựa hồ có thể mượn sợi tơ này để khóa vào vị trí của mình, rồi dựa vào đấy hư hóa thân thể, tiến hành một ít cử động tương tự như truyền thống Trừ điểm ấy ra, tuy rằng cũng không có dị trạng gì biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể cảm nhận được trong lòng mình khí tức hung sát, chính đang dần dần tăng cường. Hơn nữa dù thần thức hắn mạnh mẽ như thế mà cũng không có phương pháp cưỡng ép áp chế, ngược lại càng cố áp chế, khí tức này liền tăng trưởng càng nhanh. Hàn Lập mơ hồ cảm thấy, thời điểm khí thức hung sát này đã tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng là thời điểm tên đại hán mặt cháy kia bất ngờ ra đòn sát thủ đối với hắn. Chậm tất sinh biến, vẫn là nên tốc chiến tốc thắng. Hàn Lập đã định ra chủ ý, liền một tay khẽ vẫy. Phía sau hắn trọng thủy chân luân nổi lên, tỏa ra ô quang mãnh liệt, rồi xoáy tròn lao đi, đập thẳng lên người trọng loan. Tên kia nhếch miệng cười, hoàn toàn không tránh không né, vọt lên trước mặt khi chỉ còn nháy mắt là đụng vào trọng thủy chân luân, thân thể gã một lần nữa hư hóa, biến thành xương mù đen, bị chân luân xuyên qua. Hàn lập thấy thế, tay liền bấm một cái pháp quyết, miệng khẽ quát một tiếng, nhanh. Đoàn thủy chi đạo văn trên trọng thủy chân luân lập tức tỏa sáng mãnh liệt, chân luân trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, kịch liệt xoay tròn. Ở phía dưới chân luân, thủy thuộc tính linh khí trong hư không lập tức cấp tốc vận chuyển lại, từ trong truyền ra trận trận lực lôi xé mạnh mẽ vô cùng, rất nhanh liền tạo thành một vòi rồng nước cực lớn cao tới ngàn trượng trên mặt biển. Thân thể trọng loan hóa thành hắc vụ chưa kịp tản ra, đã bị cỗ lực lượng này xé ra, kéo vào trong vòng xoáy. Chỉ thấy một tiếng triệu hoán mơ hồ phát ra, rồi thân thể gã rất nhanh biến mất. Hàn lập thấy tình cảnh này, trong lòng không hề buông lỏng. Cổ tay hắn vẫy một cái, trọng thủy chân luân đang cấp tốc xoay tròn liền lập tức trì trệ, bay vút về, treo lại trước người hắn. Vòi rồng nước cao thấu bầu trời mất đi động lực, lập tức ụp xuống, kích phát từng trận sóng nước mãnh liệt trên mặt biển. Trên mặt biển bọt nước tan hết, nhưng là không có vật gì xuất hiện, căn bản không thấy trọng loan thân ảnh. Hàn lập nhân mày, liền tại vừa rồi, hắn khẽ cảm thấy trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ lệ khí. Tại mi tâm của hắn vốn bị che dưới mặt nạ, cũng có từng sợi xương mù màu đen đang ngưng tụ dần. Lúc này, trong nước biển phía dưới, đột nhiên xuất hiện một vệt đen, giống như mực nước do con mực phụt ra, rất nhanh liền quầng quầng loang rộng, nhuộm nước biển trong phạm vi ngàn trượng thành một màu đen như mực. Trên mặt biển, sóng nước đen bóng không ngừng sùng sục sôi trào, đạo đạo sương mù màu đen bốc lên cuồn cuộn. Chỉ nghe, dầm ào ào, vang lên, một mảnh sóng nước cực lớn bỗng nhiên xoáy lên từ bốn phương tám hướng, giống như một đóa hoa ăn thịt người to lớn màu đen, dương cái miệng khổng lồ khép lại từ bốn phía, hướng lên bao vây thân thể hàn lập. Hàn lập nhíu mày, trên thân hắn hào quang sáng ngời, định né tránh. Nhưng vào lúc này, sợi xương mù màu đen ở mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên hào quang tối tăm, hắn chỉ cảm thấy thức hải đau buốt, thân hình không khỏi trì trệ một chút, liền không thể tránh thoát, cùng với trọng thủy chân luân bị mảnh sóng nước đen kia phủ lại. Hàn lập nhìn khắp bốn phía, chỉ có thể nhìn được một mảnh hư không đen kịt, thâm trầm như mực. Đôi mắt hắn sáng lên ánh sáng màu lam, mới thấy được trong hư không ở bốn phía đang có từng sợi xương mù màu đen lơ lửng ở giữa không trung, chiếm cứ diện tích khoảng hơn trăm trượng, nhưng lại không cách nào nhìn thấu qua hắn chuyển động thân hình một vòng liền phát hiện thần thức của hắn tựa hồ cũng bị hạn chế không nhỏ giờ phút này chỉ có thể cảm giác được sát khí tràn ngập bốn phía hàn lập hít một hơi thật sâu một tay khẽ vẫy trọng thủy chân luân lập tức xoáy mạnh lướt gấp về phía trước chỉ nghe phụt một cái trọng thủy chân luân đập vào một mặt tường nước liền kịch liệt chấn run mấy cái rồi cứ thế dần dần bị từng sợi xương mù màu đen tầng tầng quấn chặt lấy trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nhúc nhích hắn càng thúc giục tiên linh lực khống chế chân luân sương mù màu đen vốn quanh quẩn khắp nơi lại càng kịch liệt cuộn đến, càng quấn chặt lấy trọng thủy chân luân. Hàn lập hơi nhíu mày, một tay hắn kết kiếm quyết. Một thanh trường kiếm màu xanh bay vọt ra từ trong tay áo, linh văn lóng lánh quanh thân, tỏa ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt, thoáng cái liền tách thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, nhanh chóng tản ra. Phi kiếm lóe lên bén nhọn, tầng tầng ánh sáng màu xanh nhộn nhạo trên thân kiếm, rồi từng chuôi lại lần nữa phân thành chừng mấy ngàn chuôi thanh quang kiếm ảnh rậm rạp thoáng cái liền phủ đầy không gian chung quanh. Giờ phút này, nếu là ở bên ngoài cái mảnh không gian đen như mực này, có thể thấy một quả cầu màu đen đường kính khoảng trăm trượng đang lơ lửng trên mặt biển, đang không ngừng hấp thu nước biển đậm đặc đen như mực. Trên mặt ngoài quả cầu đen không ngừng có đỉnh nhọn trồi lên, làm quả cầu không ngừng biến hình, thoạt nhìn giống như một quả cầu gai. Cách đó không xa, ở giữa không trung lơ lửng một con hạc đen phủ đầy lông vũ như sắt màu đen, đỉnh đầu vàng óng ánh như cái màu lông chim mơ hồ có ánh lửa màu đen lóe lên, nhìn rất là bất phàm. Trên lưng hạc đen có một gã đại hán mặt cháy đội nón rộng vành đen, đang ngồi xếp bằng, hai tay nâng một thanh hắc đao, hai mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu đen. Bề mặt hắc đao có từng vòng linh văn quỷ dị lúc sáng lúc tối, tỏa ra hắc khí lượn lờ, mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu. Người này không phải ai khác, chính là Trọng Loan, chủ nhân, gia hỏa này vẫn còn có thể vùng vẫy đấy. Hạc đen bỗng nhiên cong cái cổ nhỏ dài, quay đầu lại nói với Trọng Loan, thanh âm the thế dị thường. Không sao, hắn vùng vẫy càng mạnh, sát thủy ngưng tụ lại càng nhanh, sát nguyên xâm thực của ta cũng càng lợi hại. Chờ tới khi hắn không động đậy nổi, chính là lúc chúng ta kết liễu hắn. Trọng Loan vừa cười vừa nói, nếu không phải vì biết rõ trên người hắn ẩn tàng bí mật, chủ nhân ngài ở đâu cần dùng hết công phu như thế này. Lấy đầu tiên nhận tấn công trực diện, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Hạc đen tiếp tục nói, Bí mật có thể dần vặt phương bàn suốt mấy trăm năm, thật sự là khiến người ta rất hiếu kỳ đấy. Nếu có thể khai thác toàn bộ, chắc chắn sẽ không uổng công ta tiêu phí thời gian và khí lực như thế này. Trọng Loan ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nói. Trong lúc một người một hạt nói chuyện với nhau, động tĩnh trên bề mặt quả cầu đen quả nhiên càng lúc càng nhỏ. Quả cầu cuối cùng triệt để bình lặng lại, mà toàn bộ nước đen trên mặt biển chung quanh đã đều nhập vào trong quả cầu, mà khiến người ta có chút kỳ quái là quả cầu đen chẳng những không to ra, ngược lại còn lại nhỏ đi rất nhiều. Trên bề mặt quả cầu hào quang ngưng thực, giống như một khối tinh thể màu đen to lớn. Xem ra cũng không sai biệt lắm. Trọng Loan nhận định, rồi từ trên lưng hạc đen cầm đao nhảy lên, bay đến trước quả cầu đen, giơ tay vuốt nhẹ quả cầu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của gã bỗng nhiên có hắc quang sáng lên, hiển hiện ra một vòng xoáy màu đen. Bề mặt cầu đen lập tức phun trào một mảnh khói bụi màu đen, cuồn cuộn tuôn vào trong vòng xoáy, bị hút vào trong cơ thể Trọng Loan theo từng mảng khói đen bị hút ra, thể tích quả cầu đen trở nên càng ngày càng nhỏ, thân ảnh Hàn Lập từ bên trong cũng dần hiện ra. Hắn giờ phút này, toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, sợi xương mù màu đen ở mi tâm đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một chữ sát đen thui ngay tại mi tâm. Chữ này thoạt nhìn như đã thấm vào dưới da, hòa thành một thể với hắn. Bên cạnh hắn, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cùng trọng thủy chân luân toàn bộ đều bị vây trong một tầng tinh thể màu đen mong mỏng hào quang ảm đạm, khe khẽ giấy ruộng nhưng vô phương trốn thoát. Trọng Loan thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, hai ngón tay chỉ ra, điểm tới chữ sát ở mi tâm của Hàn Lập. Chỉ cần đầu ngón tay gã chạm đến, tất cả bí mật cất giấu trong đầu Hàn Lập liền mở rộng cánh cửa, gã sẽ không chút trở ngại nào triệt để khai thác hết. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hai mắt Hàn Lập vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt chấp động ánh sáng lam giữa hai lông mày vừa vang lên tiếng xùy xùi thì một sợi tơ nhỏ liền bắn ra, trực tiếp đánh tan chữ sát, vọt thẳng đến mi tâm Trọng Loan. chương 302, chiến đấu kịch liệt, Trọng Loan không ngờ Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại, toàn bộ cơ thể theo bản năng tránh về phía sau, nhưng lại không có động tác nào ngăn cản tinh ti như cương châm kia bắn thẳng vào chán mình. Trong lúc nhìn cân treo sợi tóc, chỉ thấy thanh đồng hộ trên chán gã bỗng nhiên ánh sáng màu xanh trương lớn lên, từ trong lóe ra một đầu hư ảnh dị thú hình dạng mãnh hổ, lại có bốn mắt nó há to miệng, một đoàn hào quang tối tăm từ trong sáng lên, trực tiếp cắn nuốt tinh ti kia. Hàn lập thấy thế, đơn quyền nắm chặt, từng miếng kim phiến trên cánh tay lật lên tầng tầng, kim quang trên đầu quyền trương lớn lên, một bước phóng đến, đập xuống trọng loan trùng trùng điệp điệp. Trọng loan áp chế nỗi kinh sợ trong lòng, vội vàng một tay hoành ở phía trước, một tay chống đỡ phía sau, chống chọi một quyền của hàn lập đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn kim quang ở giữa không trung nổ tung ra, thân thể trọng loan dưới sự xung kích của một cổ cự lực, như thiên thạch đập xuống mặt biển trùng trùng điệp điệp, tạo nên một mảnh bọt sóng cực lớn. Hàn Lập không dừng lại, hai tay kết kiếm quyết, vung mạnh về phía trước người. Một hồi âm thanh rung động mãnh liệt vang lên, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức đánh nứt hắc tinh bao bọc quanh thân kiếm, kéo lê thành từng đạo hồ quang màu xanh giữa không trung, nhào nhào đâm vào trong nước biển, truy kích về phía trọng loan rơi xuống. Cùng lúc đó, giữa không trung một hồi âm thanh giống như lục lạc dung cấp tốc vang lên. Đạo văn trên bề mặt trọng thủy chân luân sáng rõ, thoát khỏi giam cầm, cấp tốc xoay tròn đập xuống hướng mặt biển. Hết thảy nhìn như dài dòng, kỳ thực chỉ trong khoảnh khắc, thế cho nên đầu cửa hạc màu đen cách đó không xa mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới phản ứng kịp, hai cánh khổng lồ đột nhiên huy động quét về phía dưới. Chỉ thấy trên hai cánh màu đen kia ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh, vung lên liền có hai luồng hỏa cầu màu đen to trăm trượng đập tới trọng thủy chân luân oanh oanh hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mặt ngoài trọng thủy chân luân lập tức bộc phát ra mảng lớn tia lửa màu đen, phương hướng bị đánh lệch so với ban đầu, kéo lên một đạo dài mấy ngàn trượng trên mặt nước, sau đó lần nữa lướt lên, bay trở về phía Hàn Lập. Hàn Lập liếc nhìn cự hạc khổng lồ màu đen kia, sau đó lại nhìn về phía mặt biển. Chỗ sâu trong nước biển, một đạo hắc ảnh lướt gấp lên, dầm ao ao, một tiếng, bay ra khỏi mặt nước, nắm chặt trường đao màu đen trong tay, cũng không thèm nhìn phía sau đột nhiên chém tới. Trên trường đao màu đen linh văn sáng rõ, từng trọng đao ảnh như sóng lớn vỗ bờ, từng đợt từng đợt cuồn cuộn chém về phía mặt biển. Ngay sau đó, một hồi tiếng nước không ngừng vang lên, một thanh phi kiếm tràn đầy ánh sáng màu xanh, liên tiếp lướt trên mặt nước, vừa vận đụng phải đao ảnh trùng trùng điệp điệp, phát ra từng đợt thanh âm the thé chói tai. Đao ảnh màu đen nứt vỡ từng khúc, trường kiếm màu xanh cũng nhao nhao ngưng trệ, khí thế lao tới trước tiêu giảm hầu như không còn. Trọng Loan bị phản chấn bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trên lưng hạc đen, gã nhìn về phía hàn lập trong mắt lóe lên một tia âm vụ. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể phá sát khí xâm nguyên của ta. Dù cho thần thức của ngươi vượt xa cùng dai, cũng tuyệt không thể nào làm được, trừ phi. Ngươi tu luyện qua cấm thuật luyện thần thuật, trọng loan tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút động dung nói. Ánh mắt hàn lập không chuyển, căn bản không để ý tới lời nói của gã. Hai tay của hắn vẩy một chiêu vào hư không, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bay nhanh về, trong hư không một lần nữa dung hợp, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trách không được phương bàn lúc trước bám đuổi ngươi mãi không bỏ, xem ra trên người của ngươi giấu bí mật quả nhiên không ít. Ta hiện tại đã có chút không thể chờ được, muốn bắt giữ nguyên anh ngươi." Hảo hảo dò xét một phen. Mắt thấy Hàn Lập ngậm miệng không nói, Trọng Loan cười hắc hắc một tiếng nói ra. "Các hạ làm nhảm, tựa hồ có chút hơi nhiều." Thân sắc Hàn Lập không đổi, lạnh nhạt nói ra, vừa dứt lời, chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn lập tức nghịch chuyển, hơn 40 đoàn đạo văn đồng thời sáng lên hào quang, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thậm chí không lưu lại tàn ảnh giữa không chung, giống như thuấn di đi thẳng đến sống lưng hạc đen. Trường kiếm trong tay ánh sáng màu xanh mãnh liệt, một kiếm đâm thẳng ra, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực bên trái của trọng loan. Hai mắt gã trợn lên, trong mắt đầy vẻ không tin được, gã cúi thấp đầu xuống nhìn vào lồng ngực của mình chỉ thấy chỗ đó đã phá vỡ một cái động lớn, bên trong đang có máu đen ồ ồ chảy ra, trong nháy mắt thâm ướt quần áo của gã. Chủ nhân, trong miệng hạc đen phát ra một tiếng hú bén nhọn, Hàn Lập thấy thế, không nói hai lời tay rút trường kiếm từ ngực trọng loan ra, sau đó thân ảnh lướt gấp về sau. Hắn vừa mới bay khỏi sống lưng hạc đen, thân hình trọng loan bị hắn đâm thủng lồng ngực đột nhiên rũ xuống, hóa thành một mảnh xương mù màu đen tiêu tán ra, đó cũng chỉ là một cỗ thế thân do sát khí ngưng tụ thành mà thôi. Tại một chỗ khác trên bầu trời, một đoàn sương mù màu đen dày đặc dũng động ra, thân ảnh trọng loan một lần nữa hiển hiện, gã nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt đã không còn chút vẻ khinh thường. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy có chút phiền muộn, không thể khôi phục tất cả 108 đoàn đạo văn trên chân ngôn Bảo Luân, thời điểm sử dụng thần thông nghịch chuyển đúng là vẫn không cách nào phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Thế cho nên đối mặt với loại địch nhân cường đại như đại hán mặt cháy vàng trước mắt này, không cách nào lấy được hiệu quả nhất kích tất sát như lúc trước rất tốt là ta xem nhẹ ngươi rồi không nghĩ tới ngươi vậy mà giống như phương bàn cũng là tìm hiểu tốc độ pháp tắc khả năng tăng tốc độ vẫn trên hắn trách không được có thể đưa hắn đến chỗ chết trọng loan nhìn hàn lập nghiêm mặt nói ngươi có thể né tránh một kích lúc trước của ta nghĩ đến có lẽ có chút quan hệ với phương bàn chứ hàn lập tự nhiên không thèm phủ nhận lực lượng pháp tắc của mình mà nhíu mày hỏi lại đúng vậy coi như ngươi có chút kiến thức chiêu thức ấy của ta đích xác là vì đề phòng tên sư đề kia ai bảo hắn được sư tôn coi trọng phong mang có chút quá thịnh ta không thể không phòng chỉ là không nghĩ đến hôm nay lại dùng ở nơi này ánh mắt trọng loan chấp lên mở miệng nói gã vừa mở miệng kể chuyện trước kia một tay giấu sau lưng lại đang lặng lẽ bấm pháp quyết trong lòng bàn tay của gã từng dòng chữ cổ quái bắt đầu sáng lên hào quang huyết hồng bên ngoài làn da được che đậy dưới áo choàng màu đen cũng bắt đầu chuyển thành màu hồng đầu hạc đen kia thấy cảnh này trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi phía dưới cánh chim hai luồng hắc sắc quang mang chậm rãi chấp động, hiển nhiên là đã chuẩn bị tùy thời bay nhanh trốn đi. Hết thảy đều được Hàn Lập thu vào trong mắt, thân sắc trong mắt hắn lại không chút biến hóa, trước người treo lấy trọng thủy chân luân, như hộ thuẫn ngăn trở thân ảnh. Một tay hắn nắm chặt trường kiếm màu xanh, tay kia giấu trong tay áo, lòng bàn tay ô quang lóe lên, hai quả trọng thủy lôi văn lăn xuống. Nương theo một hồi âm thanh ngâm tự nhỏ nhẹ vang lên, đồng tử hai mắt trọng loan chuyển thành màu huyết hồng, quanh thân bắt đầu bốc lên từng sợi xương mù màu đỏ nhạt trường đao màu đen nắm trong tay cũng có lợi mang lóe lên từ trên xuống dưới dính vào một ít huyết sắc lông mày hàn lập trao lên hắn thình lình phát hiện khí tức trên thân đại hán mặt cháy vàng này đang phát sinh biến hóa rõ rệt tuy rằng cũng có thể ngửi được một tia sát khí nhưng cũng không phải loại khí tức hung ác mà hắn cảm giác được lúc trước nên kết thúc rồi trọng loan nói xong toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất tại chỗ không thấy gì nữa một cái chớp mắt tiếp theo gã đột nhiên xuất hiện phía dưới bên phải Hàn Lập, trường đao trong tay vung nghiêng lên, chém vào phía dưới xương sườn hắn theo một góc độ thập phần xảo trá. Hàn Lập sớm đã đoán trước, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm chém hạ xuống một kích đón đỡ huyết sắc trường đao, toàn bộ cơ thể mượn lực bay ngược ra sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Trọng Loan. Đồng thời lúc thân ảnh hắn lao đi, hai quả trọng thủy lôi văn kia lại vô thanh vô tức phóng hạ xuống, rơi trước người Trọng Loan. Chỉ thấy một quả trong đó mặt ngoài màu tím lôi văn bỗng nhiên sáng ngời, sau đó liền phát ra một tiếng ầm ầm nổ đùng. Ngay sau đó, một vòng hồ quang điện màu tím cuồng bạo vô cùng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng hải vực vào. Âm thanh này chưa kịp ngừng lại, một trọng thủy lôi văn khác cũng có hào quang sáng lên, có chút bất đồng chính là mặt ngoài viên lôi văn này sáng lên màu kim sắc quang mang. Âm lại một tiếng nổ đùng, trên mặt biển liên tiếp bay lên hai luồng mặt trời màu đen phạm vi ước chừng trăm trượng, chính giữa kim quang văng tung tóe, tử điện nổ vang, hòa vào lẫn nhau sau khi mặt trời màu đen bạo liệt sớm đã thấy không rõ thân ảnh trọng loan chỉ có thể thấy trên mặt biển sóng cả nứt vỡ nước biển bốc hơi vô số hạt bụi màu đen bay về bốn phương tám hướng hóa thành một đạo sóng khí hình cầu cuồn cuộn đánh thẳng xuống mặt biển làm hư không chung quanh bị chèn ép chấn động không thôi nước biển hải vực phủ cận xoáy lên từng đạo sóng gió động trời cao mấy trăm trượng mãnh liệt cuốn về bốn phương tám hướng hạt đen kia vừa rồi thấy tình thế không ổn cũng sớm vỗ hai cánh hóa thành một đoàn hắc diễm cấp tốc trốn đi, giờ phút này chính nó đang treo vạn trượng trên bầu trời, chưa tỉnh hồn nhìn về hướng bên này. Có thêm tịch tà thần lôi uy lực lớn hơn một chút. Hàn lập nhìn dư ba dao động không tan trên mặt biển, khắp nơi đều có hồ quang điện màu tím cùng màu vàng không ngừng ẩn hiện, tự lầm bầm. Vừa rồi hắn ném ra hai khỏa trọng thủy lôi văn, viên màu tím là hắn năm đó ở trên lôi bạo hải dương, kết hợp lực lượng tinh cầu luyện chế thành, viên còn lại là lúc hắn tế luyện lại thanh trúc phong vân kiếm, kết hợp tịch tà thần lôi luyện chế thành. Viên đầu tiên, những năm này chấp hành các nhiệm vụ tông môn và vô thường minh, đã tiêu hao rất nhiều, trên người hắn đã không còn mấy viên, mà viên sau quá trình luyện chế thập phần không dễ, hắn cũng không thể luyện chế ra quá nhiều. Lần này sử dụng cùng lúc, có thể nhìn ra được, viên trọng thủy lôi văn dung hợp tịch tà thần lôi có uy lực càng lớn hơn. Chờ thanh thế trên mặt biển biến mất dần, có thể thấy trên mặt nước đang nổi lơ lửng từng mảnh vụn áo choàng tan tành, tùy ý cũng có thể thấy từng mảnh vết máu cầu vồng cùng bao phủ trên mặt nước sương mù huyết phụ hàn lập thấy vậy trong mắt lại không có chút nhẹ nhõm ngược lại càng thêm ngưng trọng hắn phát hiện ra tựa hồ phạm vi mấy ngàn trượng mặt biển chung quanh khắp nơi đều phân tán khí tức đại hán mặt cháy vàng kia đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện trên mặt biển bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu đột nhiên nổi lên từng bong bóng khí màu hồng nhà to chừng miệng chén một cái hợp với một cái một cái đẩy ra một cái dậm dạp chẳng chịt hiện đầy phạm vi mấy trăm dặm hải vực. Chương 303, khiếp sợ, lông mày Hàn Lập cao lại, ánh mắt quét nhanh về khu vực đó. Chỉ thấy một mảnh đỏ thấm lan rộng trên mặt biển, sóng cả cả lật lên, huyết lãng bắt đầu chuyển động, hơn trăm đạo bóng mở cự đại không đồng nhất từ chỗ sâu dưới đáy biển chậm rãi nổi lên. Nương theo đó, từng đợt huyết tinh làm người cảm thấy buồn nôn xuất hiện. Hàn Lập thúc dục bí thuật bảo vệ thần thức hải, trong mắt ánh sáng màu lam chớp lên nhìn về phía mặt biển, Tay hắn vô thức nắm chặt thanh kiếm. Nhưng mà sau một khắc, một màn ngoài tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy hơn trăm đạo âm ảnh phá vỡ sóng nước, một cái tiếp một cái nổi lên trên mặt nước, lộ ra những thân ảnh yêu thú hình dạng quái dị dưới đáy biển. Trong đó có loại nhìn như tuấn mã nhưng lại không có bốn vó mà mọc lên đôi vây như vây cá ngựa, còn có loại lưng đeo trọng giáp dày đặc như mai rùa, phía trên còn có gai nhọn đâm khắp nơi, còn có loại hình thể lớn gần vạn trượng như cá voi, nhìn qua có vẻ tính cách ôn thuần. Những yêu thú này Hàn Lập đều đã nhìn thấy không ít lần trong điển tịch, tu vi cao thấp không đồng nhất, loại cường đại nhất thậm chí đạt đến cấp độ chân tiên, nhưng bây giờ tất cả đều không ngoại lệ, đều ngửa cái bụng lên phía trên, trên người không còn chút khí tức nào truyền ra, đã chết đến không thể chết lại. Tại vị trí bụng của bọn nó đều có một cái phá động cực lớn hình tròn, bên trong có đạo đạo vết máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng nhuộm cả mặt nước biển, thoáng tạo thành một mảnh huyết sắc sa mỏng dài hẹp cực lớn. Hàn Lập nhìn những miệng vết thương kia, thình lình phát hiện chỗ da thịt phá động được mở ra từ bên trong, thoạt nhìn dường như không phải bị ngoại lực công kích, chính là từ trong cơ thể bạo liệt ra. Ngao, chỉ nghe một thanh âm như thú giống vang lên, phía dưới hải vực đột nhiên bọt nước tung lên, cuốn lại thành sóng lớn ngàn trượng. Một huyết hồng đại thủ lớn chừng trăm trượng đột nhiên tách sóng nước ra, từ trong nước biển đột nhiên thò ra chụp đến thân thể Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập lẫm liệt, nhấc chân đạp mạnh vào hư không, thân hình lướt gấp đi, tránh né bàn tay khổng lồ kia. Nhưng mà, phía trên phương hướng hắn lao đi không ngờ lại có một cái huyết hồng đại thủ giống như đúc cái kia hiện ra, ngăn cản đường đi của hắn, năm ngón tay co lại trảo qua hướng hắn. Hàn lập thấy vậy, trên người độn quang sáng rõ, đổi qua một phương hướng khác, cấp tốc bỏ chạy. Ngay lúc này, trước người và sau lưng lại có hai cái huyết sắc đại thủ khổng lồ đột nhiên thò ra, một tả một hữu khép lại, như lúc tăng lữ tụng kinh chắp tay trước ngực. Tốc độ hai huyết sắc đại thủ khổng lồ này mau kinh người, làm cho Hàn Lập không kịp trốn thoát, thoáng cái bị ép lại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo thân ảnh cực lớn cao chừng ngàn trượng từ dưới mặt biển chậm rãi bay lên, hiển lộ ra thân hình. Toàn thân gã huyết hồng, hiện rõ một mảnh dài hẹp đường cong cơ bắp, quanh thân không có một mảnh vải, trên hông quấn quanh một vòng giáp da màu xanh thấm. Khuôn mặt gã thoạt nhìn giống như vừa mới bị bóc ra lớp da, lộ ra cơ bắp bên trong, trên đó còn có máu đỏ tươi, tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ đến cực điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút bóng dáng trọng loan huyết sắc cự nhân này trừ hai cánh tay trên vai dưới xương sườn cũng đồng dạng sinh ra hai cánh tay giờ phút này hàn lập đang bị kẹp trong lòng hai bàn tay đấy chính là hai cánh tay mọc ra dưới xương sườn hàn lập bị hai bàn tay khổng lồ ép ở chính giữa hắn cảm thấy giống như bị hai tòa núi lớn đẻ ép toàn thân xương cốt không ngừng phát ra thanh âm bạo liệt trong miệng hắn phát ra một tiếng hét to trên hai cánh tay bị ép tới sát bên người lập tức hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng chống đẩy về hai bên hắn ra sức dùng xong thủ đẩy về phía hai cự trưởng đang khép lại hai cự trưởng nhìn nặng như núi dưới sức đẩy mãnh liệt của hàn lập vậy mà từ trong mở ra một đạo khe hở tách ra hai bên một chút huyết sắc cự nhân thấy vậy trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét hai tay dưới xương sườn lập tức xuất ra lực đạo gấp bội đè ép vào chính giữa hàn lập khó khăn lắm tạo ra một đạo khe hở vừa sinh ra liền bị đè ép trở về. Sắc mặt Hàn Lập căng đến đỏ bừng, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, cơ bắp trên người hắn bắt đầu phồng lên, giống như người được thổi hơi vào kịch liệt phát triển lớn lên, rất nhanh biến thành một kim mau cự viên cao chừng ngàn trượng. Cùng lúc đó, quanh khuôn mặt hắn có bạch quang sáng lên, chỗ ngực bụng tức thì nổi lên bảy khối đồ án tinh thần màu lam, sáng rực lóng lánh, tản mát ra mảng lớn tinh quang, cùng hòa lẫn với kim quang bên ngoài, khiến cho thân hình lần nữa phát triển lớn hơn rất nhiều. Giống, cự viên gầm nhẹ một tiếng, hai đồng tử màu vàng chừng mắt nhìn huyết sắc cự nhân, hai tay mãnh liệt mở ra, chẳng những chống đẩy bàn tay huyết sắc cự nhân ra, mà mỗi tay còn nắm lấy 10 ngón tay của gã. Chỉ thấy hai tay hắn vận chuyển, đột nhiên kéo ra phía ngoài, giữa không trung lập tức có hai đạo thanh âm gân cốt đứt gãy vang lên. Ngao, huyết sắc cự nhân trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hai cánh tay trên vai cũng gắt gao chộp vào hai tay cự viên. Ngay sau đó, có từng đợt âm thanh vù vù như chuông vàng đại môn từ trong miệng gã truyền ra, nghe cẩn thận rõ ràng là chú ngữ ngâm tụng gì đó. Nương theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên, trong lòng bàn tay nơi đầu vai chộp vào cự viên, từng vòng đường vân cổ quái hình dáng đinh ốc bỗng nhiên sáng lên, từ trong trượt ra hai vật như trường xà màu đỏ như máu, quấn quanh hai tay cự viên. Hàn lập lập tức cảm thấy trên hai tay truyền đến từng đợt đau đớn như bị bỏng bởi liệt hỏa, hắn lập tức buông lỏng bàn tay huyết sắc cự nhân ra, thang 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 lui về phía sau hơn 10 bước. Sau khi kéo dài khoảng cách với huyết sắc cự nhân, Hàn Lập cúi đầu nhìn lại, liền thấy từ hai cánh tay của mình kéo dài đến bả vai, đều có từng dấu vết huyết hồng hình đinh ốc, thoạt nhìn giống như vết thương bị phỏng do khối sắt nung đỏ. Chúng huyết sắt ấn của ta, người bây giờ xem như đã chết. Huyết sắc cự nhân mở miệng quát, giọng nói như chuông đồng đại môn, làm hư không chung quanh chấn động không thôi. Vừa dứt lời, trong miệng gã tiếp tục phát ra trận trận âm thanh ngâm tụng trên khuôn mặt gã bắt đầu sáng lên từng phù văn huyết hồng cực lớn hàn lập cảm thấy trên hai tay truyền đến cảm giác bị phỏng phát ra càng lúc càng mãnh liệt thân thể hắn khẽ run lên phóng nhào xuống dưới hai tay đâm vào trong nước biển ý đồ giảm xuống cảm giác bị bỏng này nhưng lại không có hiệu quả càng không xong chính là một thân tinh huyết của hắn giờ phút này mất đi khống chế như ngựa hoang thoát khỏi dây cương trong cơ thể hắn mỗi một khắc không ngừng kịch liệt trào lên hắn có thể cảm nhận được, độ nóng tinh huyết trong cơ thể đang tăng lên rất nhanh, phảng phất như muốn sôi trào thiêu đốt, nếu thời gian quá dài sẽ trực tiếp phá mạch quản, làm hắn bạo thể mà chết. Nếu không phải hắn vốn là một gã huyền tiên, thân thể cường hãn không tầm thường mà chân tiên có thể so sánh, đã từng tu luyện qua bí thuật ngũ tảng đoán nguyên công, lục phủ ngũ tảng của hắn trước sẽ không chịu nổi tinh huyết trùng kích, trước bạo liệt mà ra. Trong lòng Hàn Lập khiếp sợ vô cùng, lực lượng pháp tắc sát khí của đại hán mặt cháy vàng trước mắt này thật sự cổ quái, lúc trước là một cỗ hung sát khí làm đảo điên thần trí của hắn hiện tại lại là một cỗ lực lượng huyết sát khống chế máu tươi của hắn không có chỗ nào mà không nhằm vào chỗ hiểm thật sự khó chơi vô cùng hắn thoáng ổn định tinh thần thử điều động tiên linh lực trong cơ thể ổn định tinh huyết cuồng bạo không chịu nổi trong cơ thể không ngờ phát hiện tiên linh lực căn bản không cách nào áp chế bên trong huyết mạch của hắn vốn dung hợp nhiều loại tinh huyết chân linh cường đại như sơn nhạc cử viên chân long thiên phượng so với chân tiên bình thường còn cường đại hơn nhiều giờ phút này một khi bạo động lên, chỉ bằng vào tiên linh lực căn bản không áp chế nổi. Chỉ nghe một đạo long ngâm gió to từ trong cơ thể Hàn Lập truyền ra, sau lưng cử viên liền có mảng lớn kim quang sáng lên, một đầu hư ảnh ngũ trảo kim long cực lớn từ trong hiển hiện ra, đầu rồng nhìn lên trời gào rú. Sau khi hư ảnh pháp tướng kim long hiện ra, khuôn mặt cử viên một hồi vặn vẹo, nhịn không được phát ra một tiếng gầm thống khổ. Cái gì, trong cơ thể ngươi lại còn có huyết mạch chân linh à, thật tốt quá, thật sự là trời cũng giúp ta. Trọng loan biến thành huyết sắc cự nhân há miệng nói ra, thanh âm vang lên ông ông chấn động cả hư không. Đầu đại thủ thứ tư trước người gã kết một cái pháp quyết cực kỳ cổ quái, da thịt bên ngoài hiện ra từng đạo đường vân hình loan nguyệt, lóe lên tia sáng màu vàng như là nham thạch nóng chảy. Ngay sau đó, lại có một đạo âm thanh phượng gáy trong trẻo vang lên, sau lưng cử viên do hàn lập biến thành lập tức quang mang mãnh liệt, một hư ảnh thải phượng từ trong hiển hiện ra, cùng kim long bên cạnh, sáng dọi bốn phía. Hắc hạc sớm đã thối lui ra ngoài vạn trượng thấy một màn như vậy, trong mắt cũng nhân cách hóa hiện lên một tia kinh dị. Không chỉ một loại chân linh huyết mạch, hắc hắc, ngày thường nếu là thân phụ nhiều loại tinh huyết chân linh, tự nhiên là một đại trợ lực, nhưng hôm nay gặp phải chủ nhân, coi như người khổ tám đời rồi. Vốn hai loại tinh huyết, cũng không cùng loại với huyết mạch bản thân đồng thời bộc phát, nhìn ngươi còn có có thể kiên trì bao lâu. Hắc hạc miệng phun tiếng người, cười hắc hắc nói, nó vừa dứt lời, sau lưng cử viên lại có mảng lớn ánh sáng màu xanh sáng lên, một đầu hư ảnh thanh loan cũng theo đó hiện ra. Theo sát phía sau một hồi điện quang màu bạc sáng lên, hư ảnh pháp tướng lôi bằng cũng theo đó hiển hiện. Tiếp theo còn có ngũ sắc quang mang sáng rõ, một đầu hư ảnh pháp tướng ngũ sắc khổng tước hiện ra. Các loại pháp tướng chân linh lần lượt hiện ra, tiếp theo một đầu hư ảnh huyền vũ hiện ra, phía trên ô quang lượn lờ, từ xa nhìn lại giống như một khối bản thạch cực lớn màu đen. Làm sao có thể, như vậy nhiều như vậy hai mắt hắc hạc trợn lên, trong miệng thì thảo kêu lên. Giờ phút này, nó hận không thể sinh ra một đôi tay để dùng sức xoa xoa cặp mắt của mình, bởi vì nó thật sự không thể tin, vậy mà thật sự có người có thể có nhiều huyết mạch chân linh cường đại nhập làm một thể như vậy. Huống hồ, người này chỉ là một nhân tộc trời sinh thân thể yếu đuối nhất. Ngao, chỉ nghe trong miệng sơn nhà cử viên phát ra một tiếng gào rú thống khổ, những chân linh pháp tướng hiển hiện sau lưng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rằng co, thanh loan thải phượng tả hữu bay tán loạn, Kim Long Huyền Vũ trên dưới bốc lên, một con muốn bay lên trời, một con muốn chui xuống biển, chính giữa còn có lôi bằng điện quang mãnh liệt, loạn cả một đoàn. Dấu vết huyết hồng trên cánh tay cử viên Hào Quang mãnh liệt, theo đó một minh một ám kịch liệt lóe ra, tinh huyết trong cơ thể cũng hỗn loạn một đoàn, trong mạch cũng điên cuồng qua lại va và đập vào nhau. Loại cảm giác bị bỏng từ trong cơ thể này quả thực so với lột da hủy xương còn muốn thống khổ hơn. Hàn Lập cảm thấy tinh huyết trong cơ thể đang dần dần sôi trào, chỉ chờ hắn không chịu nổi một khắc này liền phá thể mà ra. Đến lúc đó kết quả của hắn, chỉ sợ cùng những yêu thú trôi lơ lửng trên mặt biển kia, không có gì khác nhau rồi. chương 304, Linh sát tinh ti, huyết sắc cự nhân hiển nhiên cũng nhìn ra Hàn Lập đã tới giới hạn sắp sụp đổ. Gã vặn vẹo khuôn mặt xấu xí, nở một nụ cười dọa người, gào lên. Còn không phá cho ta, thanh âm vừa vang, cảm giác đau nhức kịch liệt ở khắp thân thể Hàn Lập liền tăng thêm gấp mấy lần. Phảng phất kỳ kinh bát mạch toàn thân, thậm chí cả xương cốt bên trong đều có vô số kim nhọn đâm chọc liên hồi. Một tầng hào quang vàng nhạt sáng lên trong đôi mắt hắn. Hàn Lập ngửa đầu, phát ra một tiếng gào thét rung trời, hắn không còn dùng tiên linh lực trong cơ thể để áp chế tinh huyết chân linh, mà đang toàn lực thi triển Phạm Thánh Chân Ma công. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn có từng tầng lại từng tầng lân phiền ánh tím nổi lên trên đầu vai và dưới xương sườn hai bên thoáng mơ hồ phân biệt mọc thêm hai cái đầu lâu giữ tợn cùng với bốn cánh tay dài màu ánh tím ba cái đầu lâu của cử viên đồng thời trợn sáu mắt lên sau đấy trên trán hai cái đầu bên trái phải lấp lóe hào quang rồi đều mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc nhạt sau khi tam niết biến thân được sử dụng đám chân linh hư ảnh vốn là đã gần như phân tách khỏi cơ thể liền ánh lên hào quang lấp lánh rồi như chim bay về tổ hết con này tới con khác bay trở lại trong cơ thể hắn ở bên ngoài thân thể cử viên do Hàn Lập biến thành tỏa ra hào quang ánh tím mãnh liệt, hình thể lại cao thêm một đoạn lớn, đã sắp cao hơn huyết sắc cự nhân một cái đầu. Từng tấm lân phiến ánh tím trên người hắn tiếp nối lẫn nhau, bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một bộ chiến giáp ánh tím chạm khắc vô số phù văn kiểu cổ, bao bọc toàn bộ thân thể một cách cực kỳ chặt chẽ, từ trong tản mát ra một cỗ khí tức hung hãn tuyệt thế vô song. Trọng Loan ở chỗ xa, giờ phút này đã sớm triệt hạ pháp quyết kết ra lúc trước, trên khuôn mặt xấu xí to lớn đang tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gã bất luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Hàn Lập cuối cùng là như thế nào thoát khỏi khống chế tử huyết sát chi ấn của mình. Thêm vào đó, biến thân ba đầu sáu tay do đối phương thi triển cũng khiến gã cảm thấy có chút bất an. Trên thực tế, Hàn Lập cũng không biết liệu thi triển phạm thánh chân ma công có thể ổn định tinh huyết chân linh trong cơ thể hay không. Lần này sử dụng ra, bất quá là để dẫn dắt các loại tinh huyết chân linh trong cơ thể, làm cho công hiệu được tập trung phát huy tại một chỗ thay vì tiếp tục làm loạn dưới ảnh hưởng của huyết sát tri ấn mà cũng nhờ lúc trước ở linh giới hắn thường lấy lực lượng chân linh để thúc giục niết bàn tam biến cho nên lần này mới sử dụng thành công như là nước chảy thành sông vậy chỉ thấy ba cái đầu của hắn đồng thời khẽ nhếch miệng cười sáu cánh tay cực lớn chợt mơ hồ bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số ảo ảnh cuồng kích về hướng đối diện trong nháy mắt trên hải vực vang lên những tiếng gào thét mãnh liệt quyền ảnh màu vàng kim phủ khắp bầu trời phân bố chẳng chịt khắp hư không mà sau khi chợt hiện ra, lại lập tức mơ hồ biến mất không thấy. Hầu như cùng lúc, không gian chung quanh huyết sắc cự nhân run lên, bắt đầu chấn động mạnh. Vô số quyền ảnh màu vàng kim hiện ra từ hư không, tầng tầng tuôn ra, hóa thành từng đoàn kim quang điên cuồng tụ tới gã khổng lồ. Huyết sắc cự nhân lập tức nhấc bốn cánh tay, vung nhanh trước người, đấm ra lia lịa tạo thành một mảnh quyền ảnh như sương mù. Uinh uinh uinh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, hư không không ngừng rung động mạnh. Ánh sáng màu vàng kim lẫn màu đỏ máu nhao nhao nổ tung khắp trời, chưa kịp lắng xuống đã thấy một đạo thân ảnh khổng lồ lăng không nhảy lên, tựa như thái sơn áp đỉnh dáng xuống huyết sắc cự nhân. Trên đỉnh đầu của thân ảnh còn có một thanh trường kiếm to lớn màu xanh đang được dơ lên, một vầng sáng màu xanh khổng lồ xẹt lên giữa không trung, chém thẳng xuống dưới. Huyết sắc cự nhân thấy vậy, hai tay nắm vào hư không, một thanh trường đao màu máu to lớn hiển hiện từ hư không, được cự nhân đặt ngang trên bờ vai, cản lại kiếm lớn màu xanh chỉ nghe huynh một tiếng thật lớn, kiếm lớn màu xanh chém vào trường đao màu máu, một cỗ man lực tràn trề đủ dung chuyển trời đất rót xuống, đè mạnh làm thân thể huyết sắc cự nhân trùng lại, hơi quỳ xuống. Sống đao của thanh đao máu khổng lồ cũng lõm thật sâu vào trong máu thịt ở bờ vai của hắn. Trên khắp phiến hải vực, sóng nước cuồn cuộn, xoáy lên những bọt sóng ngàn trượng, dù ở xa hơn mấy ngàn dặm cũng có vô số yêu thú sinh sống trên biển chịu ảnh hưởng, tử thương vô số kể. Hàn lập sau một kiếm khiến tên kia khom lưng, liền phi thân về phía trước, nâng cái chân lớn lên đạp vào giữa ngực huyết sắc cự nhân. Trong mắt gã kia lóe lên huyết quang, chỗ lồng ngực vậy mà bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng cực lớn, bên trong mọc ra chẳng chịt vô số răng lớn trắng nhởn, nhọn hoắt, ngoác rộng ra, ngoạm vào chân cự viên. Nhưng mà, gã chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, liền cảm thấy một cơn đau đớn ở trước ngực. Ngay từ đầu, hàm răng trắng rậm rạp chưa nhe ra, đã bị một cước của cự viên đạp xuống, lập tức dụng mất hơn 10 cái răng. Không chỉ có như thế, một cước này của cự viên có lực đạp cực kỳ lớn, đạp lún xuống tạo thành một cái hố to giữa bộ ngực của gã khổng lồ. Huyết sắc cự nhân hộc ra một ngụm máu tươi trong miệng, hai bàn tay khổng lồ đang cầm đao ra sức đỡ lên trên, hai bàn tay còn lại nắm lại, đấm tới thân thể cự viên. Cự viên cũng không yếu thế, hai tay cầm kiếm ép xuống, bốn tay còn lại múa quyền tấn công, giáp lá cả với huyết sắc cự nhân. Tục ngữ nói xong quyền khó địch nổi bốn tay, dùng ở chỗ này đúng là cực kỳ thích hợp huyết sắc cự nhân dùng hai cánh tay căn bản đánh không lại bốn tay của cự viên đang điên cuồng đấm nện không khác gì đang bị hàn lập đè xuống đất đánh đập bịch 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 tiếng va đập liên hồi không ngừng vang lên toàn bộ nước biển trên mặt biển cộng hưởng với tiếng vang chấn động không ngừng cũng không lâu lắm lồng ngực và cánh tay của huyết sắc cự nhân đã bị nện thành một đám huyết nhục mơ hồ trông thê thảm hết mức đúng lúc này hàn lập đột nhiên chia ra hai cánh tay gắt gao tóm chặt lấy hai cánh tay cầm đao của trọng loan hai tay cầm kiếm của hắn được giải phóng lại dơ ra sau một chút rồi mãnh liệt chém xuống đầu lâu của huyết sắc cự nhân huyết sắc cự nhân đột nhiên kinh hãi thân hình dãy giụa như muốn tránh thoát tiếc rằng toàn bộ thân hình gã bị cự viên đè nặng muốn tránh cũng không được chỉ có thể từ trong đó gầm gừ một tiếng thê thảm liền bị trường kiếm màu xanh chém xuống nửa cái đầu sọ đầu lâu vừa đứt bốn tay huyết sắc cự nhân lập tức mất đi khí lực một hồi bại liệt rũ xuống. Chủ nhân, tại chỗ rất xa, hắc hạc hú gọi một tiếng, đi theo trọng loan từng ấy năm tới nay, nó chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân thảm hại đến như vậy, giờ phút này nó lại nhìn về phía đầu sơn nhà cự viên kia, trong lòng sớm đã run lên sợ hãi không ngừng. Chỉ thấy cự viên vừa nhấc đại thủ lên, trong lòng bàn tay sáng lên một mảng kim quang, như chuẩn bị vỗ xuống đầu sọ cự nhân. Đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện, huyết sắc cự nhân với đầu lâu đã đứt gãy, đột nhiên cả người mềm nhũn, vậy mà biến thành một bãi huyết tương sền sệt. Tay cự viên cùng một cái chân lớn, lập tức lọt vào bên trong huyết tương, bị một cỗ hấp lực cực lớn truyền ra từ trong đó hút lấy, như xa vào vùng lầy, không cách nào dễ dụa. Cùng lúc đó, ở trong huyết tương có từng sợi tinh ti màu vàng quỷ dị hiện ra, giống như loài cá lươn uốn lượn tới lui, nhằm hướng cánh tay cùng chân lớn cự viên bơi lại. Hàn lập cảm nhận từ trên những sợi tinh ti kia truyền đến từng trận khí tức pháp tắc, trong lòng biết không ổn, toàn thân liền vận chuyển toàn bộ tiên linh lực, tính giấy rút cánh tay cùng chân lớn ra, nhưng chỉ rút ra được hơn một trượng lại không thể nhúc nhích được nữa. Lúc này những những sợi tinh ti màu vàng kia cũng đã bơi tới, dồn dập căng ra thành kim nhọn, đâm thẳng vào. Cánh tay cùng chân lớn kim mau cử viên tuy rằng đều có tử kim lân phiến che đậy, nhưng vẫn không thể tạo được bất kỳ tác dụng cản trở nào, bị những sợi tinh ti kia đâm thủng, xông thẳng vào bên trong huyết nhục của hắn. Tinh ti vừa mới nhập vào cơ thể, Hàn Lập liền cảm thấy toàn thân tê dần, ngay sau đó tiên linh lực trong cơ thể hắn giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng phía bên ngoài cơ thể dũng xuất ra. Những sợi tinh ti kia nhìn như rất nhỏ, vậy mà giống như nhánh sông rộng lớn, dẫn dắt tiên linh lực vô cùng dồi dào trong cơ thể hắn cuồn cuộn đi ra, thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ trở lại. Chỉ sau một lát, sơn nhà cửa viên vốn cao ngàn trượng, một lần nữa biến trở về hình dáng bình thường. Chỉ là không còn ba đầu sáu tay cùng thân thể khổng lồ, giờ phút này nửa người Hàn Lập đều ngập trong huyết tương, không cách nào nhúc nhích nổi, bất quá cũng may những sợi tinh ti màu vàng không ngừng hấp thu tiên linh lực trong cơ thể hắn đều đã biến mất. Lúc trước thời điểm hóa thân trở thành cự viên, mặt nạ đầu châu hắn mang trên mặt cũng đã thu vào, giờ phút này lộ ra khuôn mặt hắn. Hắn nhíu chặt lông mày, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Ở chỗ trước người hơn trăm trượng, một đoàn huyết tương như sóng hoa bắt đầu khởi động nổi lên, rất nhanh ngưng tụ trước thân thể đại hán mặt cháy vàng, phía dưới bộ phận eo gã cùng huyết tương trên mặt biển dung hợp thành một chỗ, lúc trước là ta xem nhẹ ngươi rồi lại bước ta vận dụng linh sát tinh ti tí tích góp từng tí một vài vạn năm trăm cây nhìn đắng luyện ra lần này nếu không móc ra tất cả bí mật trên người ngươi coi như tổn thất nặng rồi ánh mắt trọng loan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hàn lập mở miệng nói ra sắc mặt gã cũng không khá hơn so với hàn lập tựa hồ lúc trước hấp thu tiên linh lực cũng không tiến nhập vào trong cơ thể gã các ngươi đến tột cùng là chịu sự sai khiến của người phương nào vì sao lại muốn gây sự với ta Ánh mắt Hàn Lập nhíu lại, lạnh lùng hỏi: "Đang lúc nói chuyện, hắn bị ngập bên trong huyết tương, trong lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn một quả tiên nguyên thạch, rất nhanh hấp thu tiên linh lực vào. Hắc hắc, nói thật phương bản bị người nào sai khiến ta cũng không rõ lắm, người bây giờ nên suy nghĩ thật kỹ về tình cảnh của mình, không bằng Hào Phóng nói cho ta biết vì sao bọn phương bản truy đuổi ngươi không bỏ. Ngươi cũng nên tỉnh ngộ đừng để ta tốn công siêu hồn ngươi, thuật siêu hồn của chúng ta có chút đặc biệt, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không thích thú." trọng loan liếc qua hàn lập chậm rãi nói ra vậy ngươi có thể không biết hàn mỗ rất có hứng thú với siêu hồn thuật cũng muốn lãnh hội thêm về siêu hồn thuật của đạo hiếu xem đến tột cùng có chỗ gì đặc biệt khóe miệng hàn lập nhếch lên một cái vui vẻ nói ra rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện trọng loan sắc mặt phát lạnh nổi giận nói vừa nói xong ở trên hư không một bàn tay nắm chặt lại bên trong huyết quang lóe lên huyết sắc trường đao hiện ra trong tay thân hình gã tựa như lướt sóng, trượt nhanh đến hướng Hàn Lập, thời điểm chỉ cách vài chục trượt, huyết sắc trường đao trong tay thình lình vung lên, hoa văn khắc trên thân đao lóe lên hào quang, nở rộ ánh sáng như hoa làm cho người gã trông rất đẹp mắt. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết sắc đao mang dài hẹp, nhắm thẳng trên đầu Hàn Lập chém xuống. Chương 305: Tung huyết thủ đoạn. Hàn Lập nắm chặt tay cố nhấc lên, lại như có hai cái đỉnh lớn nặng nghìn cân cột vào tay, căn bản không đưa lên nổi. Trong chớp mắt, huyết sắc trường đao như gió chém tới, mùi tanh sọc vào mũi, nhìn có vẻ chắc chắn sẽ chém trúng đầu Hàn Lập rồi. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, lúc chỉ còn cách người Hàn Lập mấy trượng, huyết sắc trường đao đột nhiên như vướng phải tầng tầng sợi kim loại cực kỳ mềm dẻo, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, không khác gì con sên đang bò, di động từng điểm lại từng điểm vậy. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đoàn kim quang sáng lên ở sau đầu Hàn Lập. Một đạo quang luân màu vàng lơ lửng hiện ra, đang khoan thai chuyển động ở đấy. Trên mặt quang luân có hơn 40 đoàn đạo văn đang phát ra hào quang mãnh liệt, dập dờn tỏa ra từng gợn sóng màu vàng kim. Ở bên ngoài hơn 10 trượng, Trọng Loan cảm nhận được từng trận chấn động truyền ra từ chân môn bảo luân. Hắn phát hiện dù mình có tăng thêm bao nhiêu lực đạo để ép huyết sắc trường đao xuống, tốc độ của nó vẫn không thể nhanh hơn. Đây chẳng lẽ là lực lượng pháp tắc thời gian, mau ra tay, thiêu chết hắn. Trọng Loan đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, lập tức quát to một tiếng sau khi phát giác hàn lập có thể sử dụng lực lượng pháp tắc thời gian gã đã hoàn toàn buông tha ý đồ không làm tổn thương thần hồn của hàn lập giờ phút này gã chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu đó là nhanh chóng diệt trừ ra hỏa khó giải quyết trước mắt này bởi vì gã càng ngày càng cảm thấy đối phương đã nằm ngoài dự đoán lúc trước không hề có chuyện để gã tùy ý nắn bóp tiếng quát vừa dứt phía trên bầu trời liền vang lên một tiếng hú chói tai cái bóng to lớn của hạc đen lướt qua đầu hàn lập hai cánh đột nhiên vung lên hai đoàn lửa màu đen ở dưới cánh chim lập tức bị hai cơn cuồng phong thổi cuốn xuống dưới hóa thành một mảnh biển lửa mãnh liệt nhào thẳng vào hàn lập chỉ thấy biển lửa màu đen khi bay đến vùng sóng gợn màu vàng kim trong nháy mắt tốc độ liền giảm xuống cực kỳ chậm chạp trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tới gần thân thể hàn lập mà vào lúc này đầu vai của hàn lập lại lóe lên ánh sáng trắng một ngân diễm tiểu nhân khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ngước nhìn lên biển lửa đen vỗ bụng một cái tỏ vẻ nóng lòng muốn thử đi đi Hàn lập khẽ nhúc nhích bờ môi, ra lệnh, ngân diễm tiểu nhân tức khắc bùng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, hóa thành một con ngân diễm hỏa điều to lớn, dương hai cánh nhào vào trong biển lửa đen. Quanh thân hỏa điều tràn ra những ngọn lửa bạc mãnh liệt, tạo thành một biển lửa quấn lấy ngọn lửa đen. Mà bản thể của nó thì bay lên trên một tầng, đánh thẳng vào hạc đen khổng lồ. Giữa không chung, hai con chim to một đen một bạc cùng vỗ cánh, từ dưới cánh hỏa diễm không ngừng tuôn trào ra. Hai bên đuổi đánh nhau, càng bay càng xa, sắc mặt trọng Loan trở nên hết sức khó coi, tay cầm đao của gã tiếp tục ép xuống, tay kia lại làm một pháp quyết, đánh vào trong đám huyết tương ở dưới người. Chỉ thấy tay gã vừa cắm vào trong huyết tương, từng vòng tròn phù văn lập tức xuất hiện, lấy bàn tay làm trung tâm, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Trên mặt biển, huyết tương lập tức bắt đầu dâng trào, cuộn lên những ngọn sóng lớn che cả bầu trời, ập xuống Hàn Lập. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ khi tiến vào trong phạm vi gợn sóng vàng kim do chân ngôn bảo luân tỏa ra, lập tức trở nên chậm chạp. Bốn phía hàn lập trồng chất từng mảnh sóng lớn huyết tương, tạo thành từng tầng một bức tường huyết hồng cao, bao vây cả người hắn vào trong. Hắn lúc này nhìn có vẻ nhẹ nhõm đối phó, trên thực tế cũng đang cực kỳ chật vật. Tiên linh lực bị hao tổn lúc trước thực sự quá nghiêm trọng, tuy rằng hắn đã lấy tiên nguyên thạch bổ sung một ít, nhưng dùng thúc dục chân ngôn bảo luân vẫn là quá mức miễn cưỡng, căn bản không chống đỡ được quá lâu một tay hàn lập kết kiếm quyết, miệng hắn ngâm khẽ vài tiếng. Trong huyết tương dưới thân, một mảng lớn ánh sáng màu xanh lập tức tuôn ra. Chỉ thấy 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chật vật xuyên qua vũng huyết tương ở dưới người. Vô số đạo kiếm quang màu xanh đan sen ngang dọc hiển hiện từ thân kiếm, sau đó tề tụ lại dưới thân, hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ mịt mờ sắc xanh. Nhanh, một tiếng quát to vang lên trong miệng Hàn Lập, ngay sau đó một tiếng long ngâm còn to rõ hơn vang lên, chấn động cả vòng trời chỉ thấy quang cầu khổng lồ ầm ầm vỡ vụn ở dưới người một con rồng cuộn khúc toàn thân màu bích lục dương nanh múa vuốt bổ nhào ra trước xông thẳng lên chín tầng trời hàn lập đứng ở trên đầu rồng mượn khí thế của thanh bàn kiếm trận trực tiếp thoát khỏi trói buộc của huyết tương bay vọt lên không hắn mới vừa ổn định thân hình chân ngôn bảo luân lơ lửng sau lưng liền không thể duy trì nhanh chóng co lại thành một đoàn kim quang nhỏ bay trở vào cơ thể hàn lập không thay đổi sắc mặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào trọng loan ở dưới khẽ đảo cổ tay, lấy ra một quả đan dược màu xanh ăn vào. Một tay hắn nắm chặt một quả tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, đồng thời tay còn lại nhẹ nhàng chụp tới trước người. Con rồng cuộn màu xanh lập tức tán đi hào quang, lại biến thành 72 chuôi phi kiếm màu xanh. Chúng vạch một vòng cung giữa không chung, dung hợp thành một thanh trường kiếm màu xanh, bay vào trong tay Hàn Lập. Lúc này Trọng Loan phát hiện chân ngôn bảo luân của Hàn Lập đã không còn dùng được nữa, hai tay gã liền vỗ vào huyết tương dưới thân, toàn bộ thân thể lập tức được một đám xương máu ngập trời cuốn lên, bay thẳng vào không trung. Gã há mồm phun ra một đạo tinh ti màu máu, bắn nhập vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy ánh máu lóe lên trong bàn tay gã, lập tức máu thịt trên bàn tay trở nên mơ hồ, chậm rãi ngọ nguệ núi liền với trường đao. Trên mặt trọng loan hiện lên một tia thống khổ, miệng hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này vừa vang lên, từng dòng chữ tựa như gân xanh, mạch máu bắt đầu bành trướng trên mặt ngoài của trường đao màu máu trong tay gã, chấp động lúc giãn lúc nở, nhìn qua giống hệt như vật sống. Thân thể của gã vẫn đang hòa lẫn trong huyết tương, vẫn chưa tách ra, quanh thân chẳng chịt đường hoa văn màu vàng sáng lên như từng sợi tơ, toàn bộ huyết tương liên tục lan rộng tràn xuống biển. Mà trên huyết sắc trường đao từng đường hoa văn nổi lên không ngừng co rút rồi lại giãn ra. Trong vùng biển huyết tương rộng lớn, huyết tương bắt đầu hóa thành từng sợi huyết sát chi khí tinh thuần, theo từng sợi hoa văn màu vàng kia chạy ngược lên, tất cả tràn vào trong huyết sắc trường đao. Bên trên huyết sắc trường đao lộ ra từng sợi hoa văn màu vàng, toàn bộ thân đao phồng lớn lên gấp đôi, huyết sắc chi khí trên đó lan tỏa hầu như toàn bộ hải vực, từ trong truyền ra trận trận chấn động kinh hoàng làm cho mọi người sợ hãi. Trọng loan bay tới cách hàn lập khoảng trăm trường, huyết tương phía dưới đã hoàn toàn hòa vào trong huyết sắc trường đao, nhưng mà đường hoa văn trên thân đao vẫn không ngừng chấp động, dường như trước đó hấp thu xem ra chưa đủ. Cơ bắp trên người gã bắt đầu từ từ theo bóp, gương mặt cũng hóp lại, toàn thân thoạt nhìn giống như bị thanh huyết đao hút khô hết. "Chịu chết đi." Trọng Loan hét to một tiếng, huyết sắc trường đao trên tay vung mạnh một vòng tròn giữa không trung, làm hư không chấn động mang theo từng mảng đao ảnh huyết sắc, chém bổ xuống Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, trường kiếm trong tay nắm chặt, nhưng lại không có động tác gì đón đỡ. Trời long đất lở, trong miệng hắn hét to lên một tiếng, đọc lên một câu chú ngữ. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trong nháy mắt thiên địa đảo ngược. Nguyên bản biển rộng minh mông bát ngát thình lình treo trên đỉnh đầu, thay thế cho bầu trời, còn mây răng đậm đặc đầy trời, đảo ngược lại xuất hiện ở phía dưới. Biển trời cao thấp, biến đổi liên tục, không gian trong nháy mắt hoán đổi làm cho trọng loan nhất thời cả kinh, trong nháy mắt gã không đoán được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Gã chỉ thấy, bản thân phí sức toàn lực chém ra một kích kia, lại chém xuống mặt biển, so với vị trí của Hàn lập lại là nghĩ một nơi làm một nẻo. Trong lòng gã siết chặt, cắn chặt hàm răng thu hồi hai tay, Cứng rắn nắm chặt huyết sắc trường đao, ở giữa không trung chuyển mạnh một cái, lần nữa bổ về phía Hàn Lập. Huyết sắc trường đao chém ra đao ảnh cực lớn, kim quang bên trên tràn ra cuồn cuộn cuốn theo huyết sắc chi khí, muốn trực tiếp chém Hàn Lập ra làm hai mảnh, hướng phía giữa trời mây bổ xuống. Huyết sắc đao ảnh chém liên tục không ngừng, từng nhát từng nhát một chém xuống dưới, sau khi liên tiếp bổ ra hơn 300 đao, mới tiêu hao hết sát khí, không còn có đao ảnh nào sinh ra nữa. Oanh 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 Tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên một hồi, huyết quang bùng nổ trong hư không bốc lên biển mây, trong không gian nổi lên chấn động hồi lâu không thôi. Xem người có chết không, thân hình trọng loan lay động một hồi, trường đao trong tay không trụ nổi đã biến trở về màu đen, cười lên ha hả. Gã vừa cười rứt, giữa không trung đột nhiên lại vang lên một tiếng búng tay chát chúa. Đùng, trong nháy mắt, trời đất lại quay cuồng một trận, hải vực xung quanh phục hồi lại như ban đầu. Trên bầu trời mây răng đậm đặc như cũ, không có chút biến hóa nào, nhưng phía dưới mặt biển lại nứt ra hơn mấy trăm đường khe rãnh sâu dài bên trong đó sát khí cuồn cuộn đỏ như máu làm cho nước biển giạt sang hai bên trong thời gian dài không thể khép kín trọng loan thấy vậy toàn thân lập tức cứng đơ có chút không thể tin nổi mà chậm rãi ngước đầu nhìn lên phía trên chính là hàn lập nguyên vẹn không hề tổn hao đang đứng ở đó mang theo khuôn mặt vui vẻ trêu tức nhìn qua hắn làm sao có thể trong lòng trọng loan cay đắng một hồi thì thào lẩm bẩm vừa rồi ngươi đã thấy hết thảy bất quá thực ra chỉ là một chút ảo cảnh mà thôi. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lại thêm vài phần vui vẻ, vẫn không quên sát thêm ít muối lên vết thương của gã. Trọng Loan vừa rồi một kích kia dốc hết toàn lực, hầu như hao phí toàn bộ tiên linh lực cùng huyết sát chi khí của gã, giờ phút này đã không còn sức tái chiến, mà Hàn Lập trong khoảng thời gian này thông qua đan dược và tiên nguyên thạch hội phục lại không ít tiên linh lực. Về lâu dài, kết cục trận chiến có lẽ đã định được. Chớ đắc ý quá sớm, trong mắt Trọng Loan hiện lên vẻ hung ác, cánh tay mạnh mẽ nhấc lên huyết sắc trường đao. Nó từ vẻ ảm đạm đã khôi phục lại nguyên bản, từ thân thể gã thoát ly ra, phóng nhanh về phía Hàn Lập. Cánh tay Hàn Lập khẽ động, trường kiếm màu xanh trong tay Linh Văn sáng rõ, đảo qua trước người một vòng tròn, rất nhanh chém xuống thân đao màu đen. Trong nháy mắt mũi kiếm đụng phải lưỡi đao, bỗng nhiên có một đạo hào quang huyết hồng, phát ra từ một vết dạn nước nhỏ trên thân đao rất khó nhận biết. Trong lòng Hàn Lập thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này muốn ngừng kiếm chiêu, căn bản không kịp nữa rồi chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một quầng huyết sắc sáng chói tỏa ra chừng ngàn trượng, ngay trên mặt biển từ từ bay lên, phóng xuất ra huyết sắc quang mang vô cùng chói mắt. Sau một khắc, một cỗ sóng xung kích chấn động thiên địa từ trong đó phóng vụt ra, quét ngang bốn phương tám hướng, bay thẳng xuống sâu tận trong hải vực xoáy lên một vòng bức tường nước cao ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch mọi thứ. Trọng Loan không tiếc kích nổ bản mệnh hắc đao, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong bàn tay chỉ còn giữ lại một khối ngọc bội màu đen vỡ nát từ trong tuôn ra một đoàn xương mù màu đen, trong chớp mắt phóng tới trước bức tường nước, sau đó khẽ quấn quanh người gã rồi biến mất ngay tại chỗ. chương 306, không có cũng được, cùng lúc đó, trên bầu trời cách mấy vạn dặm bên ngoài, một con hắc hạc khổng lồ há miệng phát ra một tiếng hú bén nhọt, từ trong miệng phun ra từng vòng hắc diếm cuồn cuộn mắt thường có thể thấy được làm hư không chấn động, hắc diếm tuôn ra phóng đến ngân sắc hỏa diếm hình thể đồng dạng cực lớn cách hắc hạc hơn nghìn trường. Tiếp theo đầu của nó khẽ chuyển nhìn về hướng huyết dương bạo liệt phía xa, trong nội tâm sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. Nhờ lúc trước bị ngân sắc hỏa điều kia đuổi theo nên cách xa chỗ đó, nếu không đã bị huyết dương bạo liệt kia cuốn vào, sợ rằng cũng chịu không nổi rồi. Ngân sắc hỏa điều đối mặt hắc diễm mãnh liệt cuồn cuộn tới, hai cánh nó vỗ mãnh liệt một cái. Tiếng bạo liệt nổi lên, từng đoàn từng đoàn ngân quang từ bên trong hai cánh bay ra cuồn cuộn phóng tới, sau đó nhao nhao bạo liệt ra, biến thành ngọn lửa bạc cuồn cuộn, thoáng cái liền đập vào hắc diễm đang cuốn tới, cuộn lấy nó rồi bắt đầu phân ly. chỗ sâu trong mắt hắc hạc hiện lên một tia kiêng kỵ, trong miệng cũng không ngừng mỉa mai nói: tiểu gia hỏa, chủ nhân của ngươi đã bị chết rồi. ngân sắc hỏa điều nghe lời này, xuất hiện một tia ngốc trệ, tiếp theo phát ra một tiếng hú bén nhọn. ngân sắc hỏa diễm quanh thân tăng vọt lên hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ bay nhào tới, những nơi đi qua, những hỏa diễm màu đen hùng hổ kia không cách nào ngăn cản được, nhào nhào bị thu nạp vào. Hắc Hạc cũng không có ý định tiếp tục dây dưa cùng ngân sắc hỏa điểu, thừa dịp đối phương bị hắc diễm ngăn cản, hai cánh nó vỗ mạnh bay xuống thấp trốn đi. Nhưng bay được nửa đường, nó lại đột nhiên biến đổi phương hướng, vội vã bay về một hướng khác. Hư không mấy ngàn trượng bên ngoài, một đoàn xương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình, thân ảnh trọng loan từ bên trong lão đảo té ra ngoài, vừa vặn rơi xuống trên lưng Hắc Hạc. Đi mau, nhanh rời khỏi nơi đây. Trọng Loan vừa mới rơi vào trên lưng Hắc Hạc, lập tức vội vàng kêu lên hắc hạc không dám trần chờ hai cánh lập tức vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao, tính bay xa trốn đi. Nhưng vào lúc này, phía trước hơn nghìn trượng vô số kim sắc hồ quang điện lăng không hiển hiện đan vào nhau, tiếp theo một kim sắc lôi trận lớn khoảng vài trượng hiển hiện phóng tới. Sau một tiếng xét đánh, thân ảnh hàn lập lóe lên hiện ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh, phía trên quấn quanh từng trận kim sắc hồ quang điện chém về phía trọng loan một cái. Hàn lập, trọng loan ngửa đầu nhìn lại, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Nhìn đạo thân ảnh xuất hiện từ hư không kia, trong đáy mắt gã không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng, chính mình không tiếc tự bạo bản mệnh pháp bảo, vậy mà nửa điểm cũng không thể làm đối phương bị thương. Tay gã trào trước ngực một cái, một mặt thuần hình tròn óng ánh màu đỏ như máu lập tức quang mang mãnh liệt bay vút phóng ra, chắn trước người của gã. Cùng lúc đó, tất cả huyết sát chi khí còn sót lại trên người gã bắt đầu phóng ra bên ngoài thân, ngưng tụ thành một cái huyết sắc chiến giáp khác phía trên chiến giáp linh văn chưa ngưng tụ xong thì đạo trường kiếm màu xanh cuốn lấy kim sắc lôi điện kia cũng đã bổ xuống. ầm ầm một tiếng nổ rung trời vang lên, hơn 10 đạo kim sắc quang điện dài hơn trăm trượng từ bên trên thanh thuần huyết sắc ống ánh nước toát ra, như là hơn 10 thanh roi điện lôi thần cuồng vũ ở trên không.